Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 59. Trong nháy mắt, khi lao ra khỏi đáy giếng, Ân Tĩnh An lập tức hối hận, sốt ruột chết mất, bảo bối quan trọng như thể hẳn phải mang theo trên người, nhưng mà lão ta cũng biết đây là ngoài ý muốn, đặt quả trứng thần kia trong phòng nhỏ thật ra là để nuôi dưỡng sự sống của trứng thần, cũng duy trì sức sống của trứng thần. Bởi vì phía trên là chợ yêu thú, có rất nhiều khí tức sự sống của yêu thú, có thể cho thần đàn môi trường tốt hơn, đến lúc đó lão hấp thu trứng thần mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Nào biết được có người ăn gan hùm mật báo, lại dám ra tay với trứng thần của lão. Trước tiên Ân Tĩnh An nghĩ đến việc Viên Đại Sơn bán đứng, bởi vì chuyện thần đàn cất giữ trong phòng nhỏ chỉ có Viên Đại Sơn biết, nhưng lập tức nghĩ lại không có khả năng, Viên Đại Sơn không có lá gan như vậy, tính mạng cả nhà họ Viên hắn ta đều nằm trong tay mình, Viên Đại Sơn sẽ không dám trộm. Rốt cuộc là ai? Ai dám cướp đồ của Ân Tĩnh An lão? Cấm chế kết giới tự tay bố trí bị phá vỡ, Ân Tĩnh An biết đầu tiên, từ trạng thái tu luyện nhanh chóng tỉnh lại, bay về phía mặt đất. Đồng thời, rất nhiều cao thủ thành yêu quang cảm nhận được luồng khí tức phóng lên trời, một đám tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, bay vèo vèo ra khỏi nơi bế quan. Trên một ngọn núi cách thành yêu quang ngàn dặm, một phụ nữ trung niên mặc quần áo nhiều màu, đầu đội mũ phượng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Há mồm phát ra một tiếng thét dài, chíp. Rõ ràng là con người lại phát ra tiếng chim hót, cẩn thận phân biệt lập tức có thể nghe thấy tiếng chim hót này là tiếng chim sẻ kêu. Sau khi phụ nhân khoảng 40 tuổi thét lên, trong phạm vi mấy trăm dặm quanh ngọn núi vang lên từng tiếng đáp lại. Đủ loại chim đáp lại. Ngay lập tức, từng tia sáng đầy màu sắc bay về phía ngọn núi của người phụ nữ trung niên. Chỉ trong chốc lát, trên bầu trời đầy đều là chim bay, cả trăm loài chim bay về phía Phượng Hoàng. Đến đầu tiên là ba chùm sáng màu đen, xám và xanh dương. Đến gần mới thấy rõ màu đen là một con sơn ưng, màu xám là chim sẻ, màu xanh chính là một con chim uyên ương. Đều là loài chim, nhanh chóng hạ xuống trước mặt người phụ nhân trung niên, sơn ưng hóa thành một nam tử trung niên, người mặt một cây đen. Chim sẻ màu xám hóa thành một lão già mặt đầy đốm đen, nhìn qua rất ghê tởm. Cuối cùng chim uyên ương màu xanh hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp mặc quần áo màu xanh. Lại là đại yêu hóa hình. Bái kiến động đình nương nương. Sau khi hóa hình, ba người cung kính quỳ gối trước mặt phụ nhân trung niên, gọi là động đình nương nương. Đứng dậy đi, có cảm nhận được khí tức kia không? Trong ánh mắt động đình nương nương lóe ra ánh sáng, hỏi. Trong ba người, vẻ mặt thiếu nữ áo xanh hơi kích động, nói, động đình nương nương, chính là khí thức của thiếu chủ ư. Đúng là khí thức của thiếu chủ, chúng ta tìm kiếm mấy chục năm, chỉ tra được địa giới của nhân tộc. Hôm nay coi như có tin tức, ba người triệu tập tất cả loài chim trên tam chuyển theo ta đi tới thành yêu quang. Đã sớm đoán ra thiếu chủ sẽ lưu lạc đến thành yêu quang, hiện giờ xem ra quả nhiên không sai. Nhân tộc thành yêu quang vốn là nơi yêu tộc chúng ta hận nhất, vô số năm qua không biết có bao nhiêu đệ tử yêu tộc bị bắt đi thành yêu quang làm nô thú, vô số đệ tử yêu tộc chết trong tòa thành trì kia, hôm nay chúng ta đi trước náo loạn một trận, tàn sát tòa thành đầy tội ác kia. Lúc nói chuyện, vẻ mặt động đình nương nương điên cuồng. Lúc này thiếu nữ có bản thể là chim uyên ương lo lắng nói, nương nương, nghe đồn thành yêu quang kia, bên ngoài có ba cao thủ nguyên anh hậu kỳ. Bên trong có ba cao thủ nguyên anh đại viên mãn chấn giữ, trong đó có một người rất có thể đã bước vào cảnh giới xuất khiếu. Hơn nữa thành yêu quang có yêu quang đại trận chuyên nhằm vào yêu tộc ta, chúng ta đi trước có phải quá mạo hiểm không? Hơn nữa giữa hai tộc đã ký kết hiệp định không xâm phạm lẫn nhau, chúng ta đi đến đó có sao không? Động đình nương nương còn chưa nói gì, Hắc Ưng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nói Tiểu Thanh, ngươi lo lắng nhiều quá đấy. Nhân tộc bọn họ có cao thủ xuất khiếu cảnh giới hay không vẫn là ẩn số, cho dù có thì sao nào. Đừng quên động đình nương nương có thể so với nhân tộc ngũ chuyển xuất khiếu cảnh giới, ba người chúng ta cũng là tứ chuyển đỉnh phong của yêu tộc chúng ta còn không bằng nguyên anh đại viên mãn của tiểu nhân tộc hay sao? Theo ta được biết, mấy năm nay thành yêu quang thường xuyên bắt giữ, săn giết yêu thú, yêu tộc Nam Châu trên lãnh thổ Đại Sơn cũng đã bất mãn, từng nhiều lần xâm nhập thành yêu quang. Chỉ là không có yêu tộc cường đại dẫn dắt cộng thêm chiến đấu riêng lẻ, không tạo thành tổn thất gì với thành yêu quang.
Nhưng hôm nay chúng ta có nương nương dẫn dắt, tin chắc các yêu tộc nhận được tin tức cũng sẽ ra tay, đến lúc đó yêu tộc tấn công thành yêu quang với quy mô lớn công, còn sợ gì chứ? Chờ Sơn Ưng hóa hình người trung niên nói xong, Động Đình nương nương đồng ý nói, Đại Sơn nói không sai, theo ta được biết mấy chục năm gần đây, những tộc thành yêu quang càng ngày càng quá đáng, đã xuất hiện một ít đại yêu tứ chuyển trong lãnh thổ Đại Sơn. Có lẽ hôm nay chính là một cơ hội, đến lúc chúng ta ra tay, những đại yêu trên Đại Sơn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. So sánh với yêu tộc Đại Hoang chúng ta, hậu bối của yêu tộc của Đại Sơn bọn họ bị nhân tộc thành yêu quang bắt giữ săn giết càng nhiều hơn. Còn về yêu quang đại trận của thành yêu quang đúng là phiền phức, nhưng ta xem thiên văn, thành yêu quang hẳn là xảy ra đại loạn, đây là cơ hội đối với chúng ta, nói không chừng yêu quang đại trận sẽ bị người hủy diệt. Chúng ta chỉ cần nhớ kỹ, sau khi tiến vào thành yêu quang, toàn lực tìm kiếm tung tích của thiếu chủ hoàng tộc Phượng Hoàng ta là được rồi, chỉ cần chúng ta có thể tìm lại thiếu chủ, sau khi trở lại đại hoang, hàng vạn loài chim chúng ta nào sợ những tên xúc sinh trên lục địa kia. Ký kết hiệp định với nhân tộc là bọn họ, không phải loài chim chúng ta. Trăm năm trước huyết mạch hoàng tộc loài chim chúng ta ở thánh địa Ngô Đồng bị người ta trộm đi, vốn là chúng ta thất trách, hôm nay khí tức thiếu chủ hiện thế. Đây là trời phù hộ loài chim chúng ta, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm lại thiếu chủ. Chỉ cần loài chim chúng ta xuất hiện thêm Phượng Hoàng Thần, ngày sau đừng nói đám thú vật trên lục địa ức hiếp loài chim ta, cho dù là ngạo mạn làm cao cũng không thể. Được rồi, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đến thành yêu quang, không tiếc hết thảy phải tìm được huyết mạch Phượng Hoàng thiếu chủ loài chim chúng ta. Chờ Động Đình nương nương dứt lời, ánh mắt người trung niên do Sơn Ưng hóa thành. Lão già và thiếu nữ do chim sẻ và chim uyên ương hóa thành sáng lên, vẻ mặt kích động đáp chúng ta nguyện nghe theo lệnh của Động Đình nương nương, tìm huyết mạch hoàng gia loài chim chúng ta. Xuất phát, Động Đình nương nương hét lên thật lớn, toàn thân toát ra ánh sáng màu xám trắng chói mắt, trong nháy mắt hóa thành một con chim sẻ thân hình dài hơn 3 thước, bản thể của bà ta là một con chim sẻ già, là con chim cường đại tu vi ngũ chuyển, có thể so với xuất khiếu cảnh giới của nhân tộc. Ngay sau đó người trung niên Sơn Ưng, lão già chim sẻ cùng thiếu nữ chim uyên ương hóa thành bản thể, phóng lên phía sau Động Đình nương nương. Ở phía sau các nàng, mấy ngàn con chim phóng lên trời, trong tiếng thét dài, các loại chim hóa thành cầu vồng bay về phía thành yêu quang, từ xa nhìn lại cực kỳ tráng lệ. Đồng thời khi Dương Bách Xuyên mở cửa phòng, cỗ khí tức kia phóng thẳng lên trời, bộc phát toàn bộ năm châu Đại Sơn, rất nhiều cường giả cá nhân lẫn yêu đều không hẹn mà cảm nhận được. Sau đó một đám bay về phía thành yêu quang. Trong mắt Dương Bách Xuyên chấn động, hắn thấy trứng yêu thú đầy màu sắc. Trong đó chấn động nhất chính là quả trứng lớn như quả dưa hấu, toàn thân trứng màu đỏ chót, phía trên còn có hoa văn cổ xưa thần bí, từng đường vân giống như sống lại, càng giống như ngọn lửa bùng cháy. Trong đầu vang lên tiếng sư phụ Vân Thiên Tà kinh ngạc hô lên, trứng Phượng Hoàng, là trứng Phượng Hoàng. Thằng nhóc này, đừng sửng sốt nữa. Nhanh cất đi. Vi sư nhận thấy đã có cao thủ tới, nhanh cất rồi chạy trốn đi, lúc này con đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Nghe thấy lời sư phụ nói, Dương Bách Xuyên cũng kinh ngạc, không ngờ đây là trứng Phượng Hoàng. Sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng cất trứng Phượng Hoàng vào La Phù Sơn Động, nếu sư phụ nói có cao thủ chạy tới thì không thể trì hoãn nữa. Toàn bộ căn phòng nhỏ có 300 quả trứng đủ loại yêu thú, dù sao đều là thuận tay. Vung tay cất hết trứng yêu thú, không chừa lại quả nào. Dương Bách Xuyên lập tức dùng thiên nhai công biến mất ở gian phòng nhỏ này. Vừa mới đi ra ngoài cách đó không xa đã có tiếng vang lên, thằng nhóc ăn trộm kia, muốn chạy đi đâu. Dương Bách Xuyên phát hiện là một lão già có khí tức cường đại, tu vi nguyên anh đại viên mãn đỉnh phong, trong lòng không khỏi căng thẳng, mạnh lão đầu từng nói thành yêu quang có 6 đại cao thủ. 3 đại cao thủ ngoài sáng là Nguyên Anh hậu kỳ, tỏa chấn trong tối là Nguyên Anh đại viên mãn. Hắn không ngờ người xuất hiện đầu tiên lại chính là cao thủ Nguyên Anh đại viên mãn, hơn nữa khí tức cực kỳ cường đại, dường như đã vượt qua Nguyên Anh cảnh giới bình thường. Dương Bách Xuyên cũng không quan tâm đến lão già đang gào thét kia, lập tức chạy trốn. Hắn cũng không ngốc đến mức cứng đối cứng, bây giờ yêu thú thành yêu quang gào thét gầm gừ động trời, đã loạn cả lên rồi, mục đích đã đạt được. Hắn chỉ muốn chuồn nhanh một chút. Mặc dù có cao thủ xuất hiện, nhưng hắn có thân pháp thần thông chỉ xích thiên nhai công, lại phát huy tác dụng lớn, lúc lão già cách đó mấy chục thước nổi giận gầm lên,
Dương Bách Xuyên đã đến đường cái, phất tay cất hai con rối đen trắng, lớn tiếng hô, chào nhé. Lớn mật. Thằng nhóc tự tìm chết. Gây ra đại họa còn muốn đi sao? Trong nháy mắt ba tiếng gầm giận dữ âm trầm vang lên từ ba phía. Dương Bách Xuyên cảm nhận được khí tức ba người là Nguyên Anh hậu kỳ, lập tức biết ba đại cao thủ ngoài sáng của thành Yêu Quang đã xuất hiện, nhưng mà hắn cũng không sợ ba cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ này, ngược lại kiêng kỵ lão giả đang đuổi theo phía sau, lão giả phía sau có khí tức cường đại, là Nguyên Anh đại viên mãn. Chít. Chồn nhỏ hóa thành tia chớp màu vàng, trong nháy mắt xuất hiện trên vai Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng không có dừng lại, đưa theo chồn nhỏ đi thẳng về phía cửa thành. Mà phía sau truyền đến Nguyên Anh đại viên mãn lão giả tức giận, bắt thằng nhóc kia cho lão phu. Lão giả này là Ân Tĩnh An từ lao ra từ giếng khô. Ân Tĩnh An dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi cất giữ trứng Phượng Hoàng, vừa mới nhìn thấy bóng lưng Dương Bách Xuyên rời đi, trong lòng lập tức biết trứng Phượng Hoàng bị Dương Bách Xuyên lấy đi, suýt nữa tức giận đến hộc máu. Thế nhưng Dương Bách Xuyên thân pháp quỷ dị, lão cũng đuổi không kịp, sau khi đi tới trên đường cái sau đó đúng lúc nhìn thấy ba gã Nguyên Anh hậu kỳ xuất hiện, giống lên bảo ba người ngăn cản Dương Bách Xuyên. Mấy đại nhân vừa xuất hiện đã nhận ra Dương Bách Xuyên và một con chồn phá hư mọi thứ, thả toàn bộ yêu thú ở chợ, toàn bộ thành Yêu Quang đều loạn lên. Không cần N Tĩnh An nhắc nhở, ba người đều đã tới gần Dương Bách Xuyên. Mà Dương Bách Xuyên lại chạy về phía cửa thành, tay cầm kiếm đồ long. Chuẩn bị đánh nhau chạy trốn, chạy về phía cửa thành, một gã thanh niên vẻ ngoài khoảng 27 tuổi âm trầm chắn đường. Dương Bách Xuyên dùng thần thông căn bản cũng không ngừng, cự kiếm chém về phía một trong ba người Nguyên Anh hậu kỳ đang chắn đường, giống lên, chết đi. Trong lúc nói chuyện, Giáp Nhật Nguyệt Càn Khôn xuất hiện, điều động huyền hoàng kiếm khí ở mức độ lớn nhất, dùng chân khí toàn thân bổ một kiếm về phía thanh niên chắn đường. Thanh niên vẻ ngoài khoảng 27 thực ra lại là lão quái vật tu luyện trăm năm, là một trong tam đại Nguyên Anh hậu kỳ của thành Yêu Quang, chẳng qua người tu chân không thể đánh giá vẻ bề ngoài, ở trong mắt lão, Dương Bách Xuyên chỉ là một thằng nhóc Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên chém một kiếm đến, thanh niên hừ lạnh một tiếng, con kiến nhỏ bé không biết lượng sức. Lão còn chưa dứt lời đã phải dừng lại, bởi vì lão cảm nhận được áp chế của Dương Bách Xuyên. Vốn không phải Nguyên Anh sơ kỳ có thể phát ra, thậm chí đã vượt qua thực lực Nguyên Anh hậu kỳ, sức mạnh của kiếm khí mạnh đến mức khiến người ta áp lực khai thiên tích địa. Điều này khiến cho vẻ mặt thanh niên thay đổi, lão biết lão khinh địch, trong tay thanh niên xuất hiện một cây trường thương, thúc đẩy chân khí nghênh đón một kiếm của Dương Bách Xuyên. Thương kiếm giao chiến. Ầm ầm. Kiếm đầu long của Dương Bách Xuyên bất phàm, bên trong có huyền hoàng kiếm khí càng huy động nhiều hơn trước. Bây giờ có thể phát huy ba phần uy lực thực sự của kiếm đồ long, hơn nữa có chân khí hùng hậu của bản thân, có thể nói là toàn lực. Mà thanh niên kia tuy là Nguyên Anh hậu kỳ nhưng ngay từ đầu không để Dương Bách Xuyên vào mắt, mãi đến khi kiếm khí của Dương Bách Xuyên xuất hiện, thanh niên mới biết mình khinh địch, vội vàng nghênh chiến. Lần này đã định trước phải chịu thiệt. Sau một tiếng nổ vang, tốc độ của Dương Bách Xuyên không giảm, hóa thành tia sáng vọt qua thanh niên. Vẫn đi thẳng đến cửa thành như trước. Mà thanh niên thì phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, một cánh tay bị Dương Bách Xuyên chém đứt, từ xa nhìn lại như mất đi nửa thân thể. Hậu quả của khinh địch là thế đấy. Thanh niên kêu thảm thiết, rơi xuống từ giữa không trung, tuy rằng không chết nhưng cũng mất đi sức chiến đấu. Cảnh tượng này khiến cho hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đang bao vây hai bên Dương Bách Xuyên trợn tròn trong mắt, trong lòng quay cuồng. May mà bọn họ không đứng trước mặt Dương Bách Xuyên, nếu không hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng biết đồng bọn là khinh địch sơ suất, nhưng cũng cho thấy rõ Dương Bách Xuyên không phải tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường. Sau khi Dương Bách Xuyên chém thanh niên kia trọng thương, phút một cái đã chạy đi mấy trăm thước, trên thực tế bản thân hắn cũng không ngừng nghỉ, sợ bị lão giả phía sau đuổi kịp. Sau ba hơi thở đã thấy cửa thành. Lúc này phía sau vang lên một tiếng tức giận, mở đại trận thành Yêu Quang. Bù. Sau một khắc toàn bộ thành Yêu Quang vang lên tiếng nổ, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng xuất hiện một kết giới thật lớn, hoàn toàn bao phủ thành Yêu Quang. Thấy vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên trùng xuống, hắn biết không đi được rồi. Hai gã Nguyên Anh rất cung kính trước mặt Từ Mã,
mặc dù giữa họ chỉ thua kém nhau một cảnh giới nhỏ, nhưng tự biết thực lực thua kém xa, không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Sau khi hai người họ rời đi, Từ Cơ Vân, Mã Minh Sơn liếc nhau một cái rồi đuổi theo Dương Bách Xuyên và N. Tĩnh An. Lúc này, Dương Bách Xuyên lại giống như sói vào ổ dê, hắn giống như tia chớp đi xuyên qua con phố chợ phiên yêu thú, kiếm đầu long trong thay gặp thần giết thần, người cản giết người, bất cứ ai ngăn cản hắn đều sẽ ăn một kiếm, hắn tiện tay bổ từng lồng sắt, càng ngày càng nhiều yêu thú được thả ra ngoài. Thành Yêu Quang đã hoàn toàn hỗn loạn, sau khi yêu thú xuất hiện trên diện rộng, tàn phá là điều khó tránh khỏi, khắp nơi đều có dấu vết của yêu thú. Dương Bách Xuyên bị N. Tĩnh An truy đuổi sát sao, hắn cũng không dám dừng lại. Nhưng tiện tay thả yêu thú cũng sẽ tạo cho N. Tĩnh An trở ngại nhất định, lão ta không đuổi kịp được Dương Bách Xuyên, chỉ đành mắng chửi từ phía xa. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, có thể chọc cho một cao thủ nguyên anh đại viên mãn tức giận tới mức không ngừng la mắng, trong lòng hắn chỉ có duy nhất cảm giác sảng khoái. Đột nhiên, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một cửa hàng được xây dựng hoành tráng, trên tấm biển đề tên cửa hàng của Linh Sơn Cốc, bên kia đường cách đó không xa là cửa hàng Kình Thiên. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên liền vui vẻ, được rồi, cửa hàng dưới trướng ba thế lực lớn của Thành Yêu Quang đều đã đông đủ. Hiệu buôn M. Dương đã bị hắn phá hủy, hiện tại gặp phải hai cửa hàng còn lại, đã làm thì làm cho xong, dù sao thì hắn cũng lỡ đắc tội rồi. Đối với những cửa hàng buôn bán yêu thú làm nô lệ này, Dương Bách Xuyên không hề có chút thiện cảm nào. Phá được cái nào hắn sẽ phá cái đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong chợ phiên yêu thú có không ít thương nhân buôn bán yêu thú, nhưng không thể nghi ngờ, những cửa hàng dưới trướng ba thế lực lớn là có lòng dạ hiểm độc nhất, cho nên Dương Bách Xuyên cũng không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Cơ thể hắn lóe lên, vọt thẳng vào cửa hàng Linh Sơn Cốc. Vừa tiến vào đã giết chết mấy tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, những người còn lại không rét mà run, bỏ chạy tán loạn. Người nào đó họ Dương cười ha ha với những yêu thú bị nhốt trong hiệu buôn Linh Sơn Cốc, sau đó vung kiếm chém leng keng mở từng lồng sắt, sau đó hóa thành một cơn gió rồi bay ra ngoài, kiếm vung lên, ngay cả tấm bảng của cửa hàng Linh Sơn Cốc cũng bị hắn dỡ luôn. Tiểu bối láo sược Mã Minh Sơn đuổi theo phía sau suýt chút nữa đã tức hộc máu. Lão ta trơ mắt nhìn Dương Bách Xuyên phá hủy hiệu buôn Linh Sơn Cốc. Mà lúc này, Dương Bách Xuyên đã xông tới hiệu buôn Kình Thiên còn sót lại, sắc mặt của Từ Cơ Vân thay đổi, đương nhiên biết rõ mưu đồ của Dương Bách Xuyên, lão hừ lạnh một tiếng rồi hóa thành một tia sáng đuổi theo, tốc độ không hề chậm hơn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên dựa vào ưu thế tốc độ mà không hề kiêng kỵ xông vào hiệu buôn Kình Thiên, vừa chém một kiếm phá hủy bảng hiệu Kình Thiên môn, phía sau hắn đã truyền tới một trận gió lớn. Trong lòng kinh hãi, Dương Bách Xuyên nghiêng mình tránh né. Dầm. Nơi hắn vừa đứng xuất hiện một cái hố to, lúc này Dương Bách Xuyên không chút nghĩ ngợi muốn bỏ chạy, nhưng khóe mắt lại liếc thấy cao thủ Nguyên Anh đại viên mãn có bộ dáng trẻ tuổi xuất hiện ngay phía sau, tốc độ của người này không hề chậm hơn hắn, Từ Cơ Vân đánh thẳng một chưởng tới lưng Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên hoảng sợ, phải biết hắn đã thi triển thân pháp thần thông chỉ xích thiên nhai công, ỷ có ưu thế tốc độ. Hắn mới có thể thoát khỏi truy đuổi của cao thủ Nguyên Anh đại viên mãn, chọc cho đối phương chửi ầm lên. Không ngờ, chớp mắt đã đụng độ với một cao thủ tốc độ không thua kém gì mình, lúc này Dương Bách Xuyên biết rõ bản thân đã sơ ý rồi, xem thường người trong thiên hạ, trên thế gian này không chỉ mình hắn mới có thân pháp thần thông, người khác cũng có. Đối với trường này của đối phương, Dương Bách Xuyên chỉ có thể vội vã nghênh đón. Hắn huy động toàn bộ chân khí trong cơ thể nắm thành quyền, đánh trả lại một chưởng kia. Phụt. Vẻn vẻn chỉ với một chưởng, Dương Bách Xuyên đã phun ra máu bay ngược ra ngoài, hắn tự biết chênh lệch của bản thân với Nguyên Anh đại viên mãn. Dầm ngay lập tức, cơ thể hắn bay ra hơn 20 mét, đập lên một bức tường. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên phát hiện hắn bị ba cao thủ Nguyên Anh đại viên mãn vây thành hình tam giác. Nằm trong đống đổ nát, Dương Bách Xuyên cảm thấy toàn thân hắn như vỡ nát, khí huyết trong cơ thể sôi trào, trong linh thức hắn phát hiện mình đang bị ba cao thủ Nguyên Anh đại viên mãn vây quanh, Dương Bách Xuyên khổ sở, hắn cũng không vội đứng dậy, trong đầu bắt đầu nghĩ đối sách, đương nhiên Dương Bách Xuyên hắn sẽ không khoanh tay chịu trói. Lúc này, chỉ nghe thấy lão giả đuổi theo hắn đầu tiên nói với người thanh niên vừa rồi có tốc độ ngang ngửa hắn, Từ Cơ Vân lão quái, cuối cùng thì ngươi cùng chịu ra tay, giọng nói chứa đầy bất mãn. Lúc này,
Dương Bách Xuyên mới biết người thanh niên có tốc độ không thua kém mình tên là Từ Cơ Vân, cũng là cấp bậc lão quái vật, nghĩ lại người có thể tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh đại viên mãn lại trẻ tuổi được hay sao? Ha ha, Ân Tĩnh An, lão già ngươi có chuyện gì giấu ta và Mã Minh Sơn đúng không? Dương Bách Xuyên biết người đang nói chuyện có dáng dấp trẻ tuổi là Từ Cơ Vân, người đầu tiên truy đuổi hắn là Ân Tĩnh An, lão già chừng 60 tuổi kia tên là Mã Minh Sơn. Nhìn khoảng thời gian ba người họ xuất hiện và hành động ngăn cản hắn phá hủy ba hiệu buôn lớn, Dương Bách Xuyên đoán Ân Tĩnh An là người của cửa hàng M Dương, hoặc nói đúng hơn là người thuộc M Dương Tông ở Châu Nam Sơn. Mà thanh niên có tốc độ ngang với hắn Từ Cơ Vân, rõ ràng là người của Kình Thiên Môn, không nghi ngờ gì nữa, Mã Minh Sơn chính là người của Linh Sơn Cốc, ba bọn họ đều là lão quái vật, nghe quan hệ giữa ba người họ cũng không hẳn bền chặt, thần hồn của Ân Tĩnh An mạnh hơn Mã Minh Sơn và Từ Cơ Vân, nhìn qua có vẻ cường thế hơn một chút. Hai người sau có vẻ như liên hợp đối đầu với Ân Tĩnh An. Lúc này, Ân Tĩnh An hừ lạnh nói, lão phu vẫn luôn bế quan. Có cái gì để giấu giếm các ngươi? Ngược lại hai người biết rõ chợ phiên yêu thú này làm cho gà bay chó sủa, vì sao lại không chịu ra tay? Vẻ mặt của Ân Tĩnh An có chút không được tự nhiên, nhưng cáo già như lão ta đương nhiên là phản công lại. Dương Bách Xuyên hiểu rõ, Ân Tĩnh An không tự nhiên là vì trứng phượng hoàng trên người lão ta, xem ra Mã Minh Sơn và Từ Cơ Vân cũng không biết, có lẽ Ân Tĩnh An cũng không muốn cho hai người họ biết. Hừ Ân Tĩnh An! Người đừng hòng hỏi ngược lại, yêu thú trong thành hỗn loạn, chúng ta đã cho người đi trấn áp, ở đây chỉ có ba người, người cũng đừng vòng vo. Rõ ràng là tên tiểu tử trong đống đổ nát này đã lấy đi đồ vật quan trọng của ngươi, nên mới khiến ngươi không thèm quan tâm tới yêu thú hỗn loạn mà đuổi theo hắn. Bọn ta cũng không quan tâm tên tiểu tử kia lấy mất bảo bối gì của ngươi, nhưng mà, đợi trấn áp được tên tiểu tử này, ngươi lấy đồ thuộc về ngươi, còn những thứ khác trên người hắn sẽ thuộc về hai chúng ta. Thế nào? Mã Minh Sơn hừ lạnh nói. Ân Tĩnh An đang lơ lửng trên không, theo bản năng lão hít mắt nhìn về phía Dương Bách Xuyên đang nằm trong đống đổ nát, trong lòng lão đang nghĩ tới thanh kiếm cổ, bộ khôi giáp trên người Dương Bách Xuyên, còn có thân pháp thần thông quỷ dị của hắn, ba thứ đó đều là những món đồ tốt, lão đương nhiên cũng thèm muốn, nếu không thì ngay từ đầu khi phát hiện ra hai người Mã Minh Sơn đang âm thầm quan sát, lão đã mở miệng bảo hai người họ ngăn Dương Bách Xuyên lại. Cần gì phải dốc sức đuổi theo hắn. Cũng bởi vì muốn đoạt được đồ trên người Dương Bách Xuyên, đó là những thấy ở bên ngoài, ai mà biết trên người tên tiểu tử quỷ dị này còn thứ gì tốt nữa hay không. Có điều, Ân Tĩnh An cũng rất tức thời, Mã Minh Sơn và Từ Cơ Vân đã nói rõ ràng như vậy, lão cũng không thể giả vờ điếc, trong lòng thầm thở dài tiếc nuối, cuối cùng lão biết trứng phượng hoàng mới là thứ quan trọng nhất với lão, những thứ khác chỉ đành nhường cho hai lão già Từ Mã. Nếu không thì bọn họ sẽ giở thủ đoạn. Ân Tĩnh An hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói, hai người các ngươi đúng là tính toán cao tay, được, lão phu thừa nhận, trấn áp tên tiểu tử kia, ta sẽ lấy lại món đồ thuộc về ta, những thứ khác sẽ thuộc về các ngươi. Thành giao. Bọn họ nói chuyện giống như đang chia sẻ một chiếc bánh ngọt, quyết định số mệnh của Dương Bách Xuyên. Điều này khiến Dương Bách Xuyên vô cùng khó chịu. Ba lão già này nói chuyện mà không xem hắn ra gì, nghĩ tới đây hắn không thể nhịn được nữa, ầm một tiếng, Dương Bách Xuyên vọt thẳng từ đống đổ nát lên, hắn hừ lạnh nói, ba lão già chết tiệt, các người nghĩ ăn chắc được tiểu gia đây sao? Dương Bách Xuyên vọt thẳng lên trời, hắn vừa mắng chửi vừa định bay đi. Nhưng lúc này, ba lão quái vật Nguyên Anh đại viên mãn cùng đánh một chưởng về phía Dương Bách Xuyên. Ầm ầm ầm. Ba người họ đứng thành hình tam giác cân, khoảng cách giữa bọn họ với Dương Bách Xuyên khoảng chừng 30 mét, phây Dương Bách Xuyên ở giữa trung tâm, ba người họ cùng đánh một chưởng, đầu óc Dương Bách Xuyên nhất thời choáng váng, có một loại cảm giác sắp nổ tung, cả người như bị ba ngọn núi đè lên, thân thể không tự chủ được ngã xuống. Ầm ầm. Một tiếng nặng nề vang lên, cơ thể Dương Bách Xuyên rơi xuống đất tạo thành một cái hố cực lớn, trực tiếp lún sâu vào trong lòng đất hơn 10 thước. Phụt khụ khụ. Lần hộc máu này, hẳn cảm nhận được rõ ràng xương cốt toàn thân đều bị đánh gãy. Đứng trước mặt ba cao thủ Nguyên Anh đại viên mãn, hắn hoàn toàn không có sức đánh trả, chẳng trách bị người ta không xem ra gì. Tức thật Dương Bách Xuyên không có cách nào khác. Ngay lúc này, một tiếng sấm vang lên từ phía chân trời. Ầm.
Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, trong lòng hắn mừng rõ, đúng là ông trời không tuyệt đường sống của ai. Vừa ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy phía chân trời xuất hiện một con chim rất lớn, nhìn kỹ đây là một con ma tước khổng lồ, đang công kích lên kết giới đại trận thành yêu quang. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó là một chuỗi công kích vang lên, chim ùn ùn kéo tới che khuất bầu trời thành yêu quang, bắt đầu công kích lên đại trận bảo vệ thành, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng qua kết giới trong suốt. Giờ phút này, đột nhiên yêu cầm kéo đến làm thay đổi sắc mặt của ba người Ân Tĩnh An. Đại yêu ngũ chuyển, Mã Minh Sơn nhìn chằm chằm vào đàn ma tước khổng lồ bên ngoài kết giới kêu lên. Vẻ mặt Từ Cơ Vân cũng thay đổi, cho nên, đại yêu ngũ chuyển sẽ xuất hiện. Hơn nữa tất cả đều là yêu thú phi cầm. Lúc này, cơ thể Ân Tĩnh An run lên, chỉ có lão mới hiểu rõ, vì sao lại có nhiều yêu thú phi cầm như vậy, chắc chắn là vì trứng Phượng Hoàng. Trên thế gian này, Phượng Hoàng chính là vương của các loài chim, khí tức của trứng Phượng Hoàng lộ ra ngoài đã dẫn dụ đại yêu ngũ chuyển và yêu thú phi cầm ùn ùn kéo đến. Lần này thì phiền phức to rồi. Ba người họ đều biết đại yêu ngũ chuyển, nó có thể sánh ngang với đại yêu cảnh giới xuất khiếu của nhân tộc. Đại yêu lớn như vậy rất khó đối phó. Ầm ầm ầm. Bên ngoài đại trận kết giới, yêu cầm đang điên cuồng tấn công, sắc mặt của ba người họ đều rất khó coi. Làm sao bây giờ? Mã Minh Sơn nhìn Từ Cơ Vân và Ân Tĩnh An hỏi, sự xuất hiện của đại yêu ngũ chuyển khiến bọn họ phiền lòng. Ân Tĩnh An âm trầm nói, đừng hoảng, đại yêu ngũ chuyển tuy cường đại, nhưng đừng quên tác dụng của đại trận yêu quang, trải qua mấy trăm năm yêu thú hiến tế, đại trận yêu quang phòng ngự đại yêu ngũ chuyển hẳn là không thành vấn đề, cùng lắm thì giết sạch yêu thú trong thành tiếp tục hiến tế, điều khiển đại trận yêu quang đương nhiên có thể đối phó với đám nghiệt súc này. Hai người Từ Mã nghe Ân Tĩnh An nói như vậy, ánh mắt bọn họ sáng lên, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại, nhớ tới tác dụng của đại trận yêu quang, bọn họ cảm thấy lời của Ân Tĩnh An cũng rất có lý. Sở dĩ thành yêu quang gọi là thành yêu quang là bởi vì đặt theo tên của đại trận. Mà sự lợi hại của đại trận yêu quang không chỉ nằm ở lớp kết giới phòng ngự, mà là đại trận chi quang, ánh sáng rực rỡ có thể phá hủy tất cả mọi thứ, gọi là yêu quang là bởi vì cần tới yêu thú hiến tế, vì vậy mới có cái tên này. Theo như Ân Tĩnh An nói, càng nhiều yêu thú hiến tế thì uy lực của yêu quang càng lớn mạnh. Dương Bách Xuyên nằm trong hố sâu nghe rất rõ ràng. Ân Tĩnh An có ý định tàn sát toàn bộ yêu thú trong thành để hiến tế đại trận, trong lòng hắn không nhịn được mà bực mình, tuy là yêu thú, nhưng bọn chúng cũng là một sinh mệnh, hơn nữa đa số còn là yêu thú vị thành niên, phương pháp độc ác như vậy quả thật là trái với luật thiên địa. Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên giải quyết tên tiểu tử này trước, sau đó giết hàng loạt yêu thú trong thành, hiến tế đại trận. Đối phó với lũ súc sinh đầy lông ngoài kia, tránh cho hắn lại làm loại. Từ Cơ Vân nói. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì lạnh cả người, hắn thầm nguyền rủa ba lão già này vì lòng tham mà mù quáng, đại yêu đã kéo đến nơi rồi còn không quên vơ vét trên người hắn, đúng là lòng tham không đáy, vì lợi ích mà chuyện gì cũng có thể làm. Trực tiếp trấn áp hắn rồi lục soát là được. Ân Tĩnh An dứt lời rồi bay xuống thẳng hố to, hai người Từ Mã chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt, cũng theo sát phía sau. Dương Bách Xuyên nằm dưới đáy hố lớn, ánh mắt lạnh tanh, đương nhiên hắn sẽ không để cho ba lão già chết tiệt này lục soát. Dương Bách Xuyên lên tiếng mắng chửi, ba lão già khốn khiếp, muốn soát hồn của tiểu ra đây, đợi kiếp sau đi. Dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một ngọn núi nhỏ, đây chính là núi La Phù Động Thiên. Tâm khẽ động, cơ thể Dương Bách Xuyên lập tức tiến vào trong núi La Phù Động Thiên, hắn chính là chủ nhân của nơi này, bên trong núi La Phù Động Thiên có thể điều động lực lượng phòng ngự của một thế giới nhỏ. Cho dù là ba lão già kia cũng không phá vỡ được lớp phòng ngự này, điều không may nhất là hắn làm bại lộ núi La Phù Động Thiên, sẽ càng có nhiều cao thủ sơn hải giới thèm muốn, nhưng lúc này Dương Bách Xuyên cũng không quan tâm đến việc có bị bại lộ hay không, trốn vào trong trước rồi tính sau. Ân Tĩnh An và hai người Từ Mã tranh nhau bay tới chỗ Dương Bách Xuyên. Nhưng giây tiếp theo, bọn họ nhìn thấy giữa hố to phát ra một ánh sáng vô cùng chói mắt. Ngay sau đó, một luồng khí lưu tràn ra từ miệng hố, mạnh tới mức khiến bọn họ không thở nổi. Ba người họ đều là những lão già đã thành tinh, mặc dù không biết ánh sáng và luồng khí tức kia là gì, nhưng cũng biết có chuyện không ổn, trong nháy mắt ba người bọn họ lùi lại, bỏ chạy về phía sau.
Bọn họ thi nhau chạy. Ầm. Giữa tiếng nổ vang trời lại phát hiện ra một ngọn núi lớn xuất hiện giữa cái hố. Không sai, trong linh thức của ba người nhìn thấy giữa cái hố mà Dương Bách Xuyên rơi xuống lại xuất hiện một ngọn núi, hơn nữa còn càng ngày càng khổng lồ. Luồng khí cường đại tản ra, ba lão già trực tiếp bị hất bay ra tới khi gần 100 thước mới dừng lại, bọn họ đập lên một tòa kiến trúc, phá hủy toàn bộ ngôi nhà. Phụt! 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 Ba người đồng thời phun ra máu, ngẩng đầu nhìn, một ngọn núi dài chừng mấy ngàn thước, núi lớn cao gần 100 mét nằm ngang ở chợ phiên yêu thú, chiếm trọn cả con đường. Đây là... Sao có thể? Là tiểu tử kia làm. Ba người bò dậy, trợn mắt há hốc nhìn ngọn núi đột nhiên xuất hiện, hoặc nói đúng hơn là mọc ra từ trong hố lớn, vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ. A Ân Tĩnh An kinh ngạc thốt lên, đúng thế, núi La Phù. Cái gì, núi La Phù, Mã Minh Sơn giật mình. Hình như đúng là núi La Phù, Từ Cơ Vân lắp bắp nói. Đối với tu sĩ Sơn Hải giới mà nói, núi La Phù chính là một thiên đường để phiêu lưu mạo hiểm, trăm năm mở một lần, chỉ cần là tu chân giả cảnh giới kim đan thì đều đã từng đi qua núi La Phù. Nhưng tất cả mọi người đều biết, núi La Phù là một ngọn núi thần bí ẩn giấu trong hư không, chưa từng có vị trí cố định, trăm năm chỉ xuất hiện đúng 9 tháng. Sau đó sẽ lại biến mất, lần gần nhất núi La Phù xuất hiện mới cách đây hơn 3 năm, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở thành Yêu Quang. Hơn nữa, nhìn có vẻ nhỏ hơn không ít, ba người họ đương nhiên là từng đi qua núi La Phù, ai cũng biết La Phù là một dãy núi có diện tích vạn dặm, núi Tu Di độc lập không thể nhỏ như vậy, chỉ dài 1000 thước cao 100 thước. Mặc dù thu nhỏ lại vô số lần, nhưng ba người bọn họ chỉ cần nhìn liền có thể nhận ra đây chính núi La Phù. Ánh mắt Ân Tĩnh An lóe lên, sớm đã nghe nói, núi La Phù là một động thiên, hôm nay nhìn thấy quả đúng là như lời đồn, xem ra La Phù động thiên đã trở thành vật trong túi của tiểu tử này, tiểu bối vô danh có tài đức gì lại có thể hưởng thụ bảo bối đáng giá như vậy. Ân Tĩnh An vừa nói chuyện vừa giơ tay lau đi vết máu trên khóe miệng, trong mắt lão ta tràn đầy sự tham lam không đáy. Ai cũng có thể nhìn ra, Ân Tĩnh An có tham niệm muốn cướp làm của riêng. Ngay cả ánh mắt của Từ Cơ Vân và Mã Minh Sơn cũng thay đổi, bọn họ cũng chẳng khác A Ân Tĩnh An là bao. Không biết từ lúc nào, mỗi người một tâm tư, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm tới ngọn núi La Phù nằm ngang trên thành Yêu Quang. Ngay sau đó, A Ân Tĩnh An đột nhiên giơ tay lên, hội tụ năng lượng cường đại, đánh thẳng về phía núi La Phù động thiên. Ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, có điều lão ta dốc toàn lực đánh lên núi La Phù nhưng lại không hề có chút rung chuyển nào. Ánh mắt A Ân Tĩnh An cứng lại, lão ta nói với hai người Từ Mã, Từ lão quái, Mã lão quỷ, chúng ta cùng thử xem, loại bảo vật như vậy không nên để cho tên tiểu tử này khống chế. Ta cũng nghĩ như vậy, ánh mắt Mã Minh Sơn lóe lên nói. Từ Cơ Vân không nói gì nhưng cũng gật đầu liên tục. Ba người bọn họ cùng công kích về phía núi La Phù. Có điều, lớp phòng ngự của núi La Phù sau khi bị Dương Bách Xuyên luyện hóa, đâu dễ bị bọn họ lay động như vậy được. Sau khi công kích không có hiệu quả, ba người đều nhíu mày, bọn họ quả thực đã xem thường phòng ngự của núi La Phù. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, đại trận Yêu Quang bắt đầu chấn động mạnh, toàn bộ yêu thú trong thành đều cảm thấy run rẩy. Ba người sực tỉnh ngẩng đầu nhìn ra ngoài đại trận, trong lòng biết rõ, trước hết vẫn nên quan tâm tới đại trận Yêu Quang trước, nếu đại trận bị yêu muông bên ngoài phá vỡ, công kích của đại yêu ngũ chuyển cũng không phải trò đùa. Ân Tĩnh An không cam tâm nhìn núi La Phù, sau đó lại nhìn đại yêu ngũ chuyển và tiểu yêu che khuất bầu trời, bọn chúng đang điên cuồng tấn công đại trận, lão ta nói với Từ Cơ Vân, chúng ta vẫn lên hiến tế yêu thú, chuẩn bị đối phó với yêu cầm bên ngoài rồi tính sau. Tòa La Phù động thiên này ở lại trong thành là thích hợp nhất. Hai người Từ Mã đương nhiên cũng biết việc quan trọng nhất lúc này là giải quyết đám yêu cầm bên ngoài đại trận, nghe A Ân Tĩnh An nói như vậy thì gật đầu tán thành. Giây sau, ba người bay về ba phương hướng của thành Yêu Quang, bọn họ dùng pháp quyết bắt đầu khống chế đại trận. Chỉ nghe thấy ba người họ hô to với đệ tử môn phái. Đệ tử Âm Dương Tông nghe lệnh, bắt yêu thú trong thành để hiến tế đại trận. Mau tới thiên vị. Đệ tử Linh Sơn Cốc nghe lệnh, hiến tế yêu thú địa vị. Kình Thiên Môn hiến tế yêu thú nhân vị.
ba lão giả mỗi người chiếm giữ ba phương vị thiên địa nhân, hạ lệnh cho đệ tử bắt đầu tóm giữ yêu thú tới vị trí của mỗi người để hiến tế các phương vị của đại trận. Ba người vừa dứt lời, toàn thân họ xuất hiện một ánh sáng ngút trời, chiếu thẳng vào đại trận yêu quang, nháy mắt đã dung hòa với đại trận. Toàn bộ kết giới trên đại trận yêu quang hiện ra những phù văn phức tạp cổ xưa đang không ngừng vận chuyển, ngay tức thì đại trận yêu quang phát ra một tia sáng chói mắt, quét tới lũ yêu cầm đang công kích bên ngoài. Giây sau, yêu cầm ngoài đại trận kêu gào thảm thiết, tia sáng của đại trận yêu quang khiến hàng trăm yêu cầm rơi xuống đất mà chết. Chiếp, lui nhanh đại yêu ngũ chuyển gầm lên đầy giận dữ, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xám chắn trước người vô số tiểu yêu, miệng hô mau lui. Không thể xem thường ánh sáng của đại trận, ngay cả đại yêu ngũ chuyển như nó cũng không dám mạo hiểm. Bên trong trận, ba người A Ân Tĩnh An cười to khoái chí, bên ngoài trận, lão ma tước Đồng Đình Nương Nương và tứ chuyển đại yêu hóa thân thành người, lùi về phía sau ba dặm, mang theo hàng ngàn yêu muông trôi lơ lửng giữa không trung. Nương nương, làm sao bây giờ? Sơn Ưng hóa hình thành người trung niên, trầm giọng hỏi. Vẻ mặt của lão ma tước Đồng Đình Nương Nương âm trầm, cắn răng nặn ra một chữ chờ. Chờ Uyên điều hóa thành một thiếu nữ, vẻ mặt khó hiểu. Đại trận yêu quang bị tam đại cao thủ của nhân tộc khống chế, không thể xem thường đại trận chi quang, nhưng bên trong thành yêu quang đột nhiên xuất hiện một ngọn núi, các ngươi không phát hiện nó rất giống với núi La Phù sao? Lão ma tước Động Thiên Nương Nương nhìn chằm chằm về phía ngọn núi rồi nói. La Phù gì cơ? Hình như cũng giống thật. Ba con yêu cầm tứ chuyển nhìn ngọn núi trong thành yêu quang, quả thật là rất giống núi La Phù, đối với loại yêu muông đạt tới tứ chuyển có thể hóa hình như bọn họ thì núi La Phù cũng không hề xa lạ gì, thực tế rất nhiều yêu tộc hóa hình đều đã đi vào núi La Phù động thiên, vì vậy chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra. Nương nương, Uyên Điểu có chút không hiểu ý, cho dù núi La Phù xuất hiện ở giữa thành yêu quang thì có liên quan gì tới đại trận mà bọn họ đang công kích. Lão ma tước Động Đình Nương Nương biết bọn họ không hiểu, vì vậy cũng không vòng vo, thành yêu quang có đủ các loại dị tượng xuất hiện, điều này đã nói lên tất cả, đây chính là cơ hội của chúng ta. Lúc trước, ba cao thủ nhân tộc cùng tấn công một tiểu nguyên anh sơ kỳ, điều này đã trái với lẽ thường, sau đó tên tiểu tử kia bị đánh vào trong hố lớn, núi La Phù lại xuất hiện một cách quỷ dị, cộng thêm thành yêu quang đại loạn, còn có khí tức từ thiểu chủ của chúng ta. Đủ loại dấu hiệu chứng tỏ hôm nay thành yêu quang nhất định có biến, nếu như ta đoán không nhầm thì người thanh niên kia chính là biến số lớn nhất. Nhưng mà nương nương, người thanh niên kia đã biến mất không thấy đâu nữa, bị ba cao thủ nhân tộc tấn công, liệu có chết rồi không? Sơn Ưng hóa hình thành người trung niên hỏi. Lão ma tước Động Đình Nương Nương cười một cách quỷ dị, ha ha, chết rồi sao? Núi La Phù vô duyên vô cớ mọc từ trong hố lớn, thanh niên kia sao có thể chết được? Chúng ta cứ án binh bất động đợi xem, có lẽ biến số của chúng ta cũng là từ người thanh niên này. Trong thành yêu quang bắt đầu tàn sát yêu thú, lão ma tước Động Đình Nương Nương thì bị đại trận chi quang bức lui, bay về phía sau ba dặm chờ đợi thời cơ. Dương Bách Xuyên vào La Phù động thiên thì không còn quan tâm tới tình huống bên ngoài nữa, sau khi hắn tiến vào thì lập tức lấy ra một giọt nước sinh mệnh từ bình càn khôn để khôi phục vết thương. Tiếp đó là tới hai đồ đệ bên cạnh. Sư phụ Vương Tông Nhân bị Dương Bách Xuyên thu vào núi La Phù Động Thiên, hắn vô cùng tò mò khi nhìn thấy một nơi xa lạ như vậy, nhưng cũng mơ hồ đoán được đây là thủ đoạn của sư phụ nhà mình, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại. Giờ phút này, nhìn thấy sư phụ Dương Bách Xuyên đột nhiên xuất hiện, ánh mắt hắn đỏ lên quỳ xuống trước mặt Dương Bách Xuyên. Há miệng Dương Bách Xuyên trầm giọng, trên người đồ đệ bị thương nghiêm trọng. Hắn lật tay lấy ra một giọt nước sinh mệnh. Vương Tông Nhân há miệng, nuốt nước sinh mệnh theo bản năng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tất cả những vết thương trên người hắn đều khôi phục lại như lúc ban đầu. Núi La Phù Động Thiên, sau khi thương thế của Dương Bách Xuyên và Vương Tông Nhân phục hồi, hắn bắt đầu khóc thút thít. Vương Tông Nhân đỏ mắt, kể lại những gì mình đã trải qua ở Sơn Hải Giới, đương nhiên khi nhắc tới Ngô Mặc Thu, Vương Tông Nhân đẫm lệ, quỳ gối xuống trước mặt Dương Bách Xuyên. Sư phụ, đệ tử vô dụng, không thể cứu được Mặc Thu sư thúc, con. Sau khi nghe Vương Tông Nhân kể lại, Dương Bách Xuyên không nói câu nào, chỉ ngồi yên lặng. Lúc này, toàn bộ sự lo lắng của hắn chuyển sang người Ngô Mặc Thu. Nhìn Vương Tông Nhân đang quỳ rạp trên mặt đất, trên mặt hắn không có chút biểu cảm nào,
chỉ hít sâu một hơi rồi nói với nhị đồ đệ, đứng dậy đi, không trách ngươi được, là vi sư không chăm sóc tốt cho các ngươi. Trong lòng Dương Bách Xuyên quả thật đã nghĩ như vậy, thân là một trưởng bối thì phải đảm đương trách nhiệm gánh vác, trên hành trình đi tới bí địa Trường Bạc, hắn vô cùng tự trách bản thân, vừa là môn chủ Vân Môn, vừa là sư phụ nhưng lại không thể chăm sóc tốt cho các đệ tử, vì vậy mới dẫn tới ngày hôm nay, nhị đồ đệ của hắn Vương Tông Nhân bị giam nhốt trong lồng sắt, trở thành yêu nô mặc cho người ta buôn bán. Càng không nghĩ tới, Ngô Mặc Thu đi tìm Vương Tông Nhân lại lâm vào tình cảnh còn tệ hơn thế này. Theo như lời Vương Tông Nhân nói, lúc trước, sau khi hắn rơi xuống vực, Ngô Mặc Thu quả thật đã tìm thấy hắn. Nhưng ở sườn dốc núi Trường Bạch, không biết hắn và Ngô Mặc Thu đã động tới trận pháp gì đó, bị truyền tống thẳng vào bên trong bí địa Trường Bạch, bọn họ tìm đường ra ngoài, nhưng không ngờ cả không gian bị sụp đổ, xuất hiện một cơn lốc, đợi khi hai người tỉnh dậy thì đã đến Sơn Hải Giới. Hắn và Ngô Mặc Thu cùng xuất hiện ở Châu Nam Sơn, sau một thời gian ngắn tìm hiểu, bọn họ cũng xem như biết rõ tình hình ở Sơn Hải Giới, nhưng phiền phức là, hai người nhiều lần tìm kiếm nhưng không thể tìm được đường quay trở lại trái đất, trái lại còn gặp phải người của hiệu buôn M. Dương, cuối cùng bị bắt làm yêu nô. Còn Ngô Mặc Thu vốn dĩ là quỷ tu chi thể, ẩn núp trong bóng tối thì tu chân giả bình thường sẽ không nhìn thấy cũng không cảm giác được. Nhưng đen đủi là, hắn và Ngô Mặc Thu gặp phải một gã cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ, cũng chính là một trong tam đại cao thủ Nguyên Anh của thành Yêu Quang, tên gọi là Tề Mặc Hàng. Tuy là, Ngô Mặc Thu lúc ở trái đất cũng xem như là hạng người có tu vi cao thâm, bụng sau khi đến Sơn Hải Giới thì chẳng tính là gì. Thời gian bọn họ ở Sơn Hải Giới cộng lại cũng được 5 năm, Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu chưa bao giờ lơ là việc tu luyện, lúc nào cũng nhớ kỹ lời dạy của sư phụ, con đường tu hành không tiến tất thối, bọn họ vẫn luôn nỗ lực, không dám buông lỏng. Hơn nữa, số của Vương Tông Nhân cũng may mắn, sau khi tới Sơn Hải Giới cũng vài lần gặp được cơ duyên, cũng thành công vượt qua được Kim Đan Thiên Kiếp, tu vi tăng rất nhanh tới Kim Đan Trung Kỳ. Mà theo như lời của Vương Tông Nhân thì tu vi của Ngô Mặc Thu còn kinh khủng hơn, vọt tới Kim Đan Đại Viên Mãn. Nhưng cho dù tu vi của hai người họ có thần tốc như thế nào, xui xẻo là nửa tháng trước lại gặp phải một trong ba đại cao thủ trên mặt nổi của thành Yêu Quang Tề Mặc Hàng. Cảnh giới tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, kết quả là Vương Tông Nhân trở thành yêu nô, còn Ngô Mặc Thu bị Tề Mặc Hàng bắt đi mất, hiện tại sống chết không rõ. Vì thế, khi Vương Tông Nhân kể về Ngô Mặc Thu, trong lòng tràn đầy hổ thẹn, hắn quỳ gối trước Dương Bách Xuyên, trong lòng của Vương Tông Nhân, hắn chính là đệ tử của sư phụ, mà hắn biết rõ trong trái tim sư phụ Ngô Mặc Thu có một vị trí rất quan trọng, Ngô Mặc Thu bị cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ bắt đi, hậu quả có thể tưởng tượng được. Phải biết Ngô Mặc Thu là quỷ tu, nói đúng ra là một thân thể có thần hồn tinh khiết, ở trong mắt của những kẻ khác thì đây chính là thứ bồi bổ hoàn hảo. Hiện tại, Ngô Mặc Thu sống hay chết, Vương Tông Nhân cũng không dám nghĩ tới. Mặt khác, theo vai vế thì Ngô Mặc Thu là đệ tử đời thứ nhất của Vân Môn, là trưởng bối của hắn, công thêm lúc rơi xuống vách núi, chính Ngô Mặc Thu đã cứu hắn, trên con đường tu hành đầy khó khăn ở Sơn Hải Giới cũng là Ngô Mặc Thu bảo vệ cho hắn. Vì vậy từ sâu tận đáy lòng Vương Tông Nhân rất tôn kính người sư thúc này của mình, sự tôn trọng ấy chỉ đứng sau sư phụ. Bây giờ hắn đã được sư phụ cứu, nhưng Ngô Mặc Thu không biết sống chết, trong lòng Vương Tông Nhân tràn ngập lo lắng hổ thẹn. Sư phụ, người nhất định phải cứu Mặc Thu sư thúc, thúc ấy bị Tề Mặc Hàng bắt đi rồi, thúc ấy còn sống, nhất định sẽ không có chuyện gì. Vương Tông Nhân đỏ mắt nói. Đứng dậy. Khóc sướt mướt thành bộ dạng gì rồi, đầu gối của nam nhân chính là vàng, sau này không được động một chút là quỷ gối, ngươi không sao thì đương nhiên Mặc Thu sư thúc của ngươi cũng vậy, nàng là một người may mắn, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, vi sư sẽ tự đi cứu nàng, trước tiên đi xuống tìm một nơi nghỉ ngơi trước, ở đây là núi La Phù động thiên của vi sư, cả cái đạo cung La Phù này, ngoại trừ điện La Phù không thể vào thì những tam cung lục viện khác ngươi có thể tự ý di chuyển, đi đi. Đệ tử cáo lui, Vương Tông Nhân rất kính nể đối với người sư phụ Dương Bách Xuyên này, hiện tại nghe sư phụ trầm giọng nói chuyện, hắn cũng không dám nhiều lời, nhưng trong lòng lại kiên định không ít, nếu như sư phụ đã nói sư thúc không sao, vậy thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Vương Tông Nhân có một niềm tin cố chấp với Dương Bách Xuyên, hắn tin tất cả những gì mà sư phụ làm, nhất định sẽ cứu được Mặc Thu sư thúc trở về. Đợi nhị đồ đệ Vương Tông Nhân rời đi.
vẻ mặt nghiêm khắc của Dương Bách Xuyên lập tức tan biến, hắn nhìn về phía chân trời của La Phù Động Thiên, hai tay nắm chặt thành quyền. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Ngô Mặc Thu, nhà đầu trông rất gầy yếu, làm chuyện gì cũng tận tâm tận lực không một lời than oán, để nàng bảo vệ em gái hắn Dương San San đến trường, nàng không hề phản đối liền đi, chưa bao giờ xảy ra chuyện gì bất trắc. Lần ở quặng mỏ kia, sau khi biết hắn bị vùi thây nơi hoang đảo, nàng ngửa mặt lên trời khóc lóc, hình ảnh Ngô Mặc Thu gọi tên hắn vẫn khắc sâu trong tâm trí. Chủ nhân, người để Thu Nhi đi theo người đi, Thu Nhi có thể chăm sóc bản thân mình, đây là câu mà Ngô Mặc Thu nói với hắn sau lần đại nạn không chết đó. Thu Nhi nguyện ý đời đời kiếp kiếp được bầu bạn, làm một nha đầu bưng trà rót nước cho chủ nhân. Cảm ơn chủ nhân cứu mạng, Thu Nhi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, sẽ không phụ kỳ vọng của chủ nhân. Thu Nhi nguyện làm hộ pháp của Vân Môn, dùng sinh mạng để bảo vệ Vân Môn. Thu Nhi không mệt, cảm ơn chủ nhân đã quan tâm. Thu khi vô dụng, không giúp được chủ nhân. Từng hình ảnh của Ngô Mặc Thu hiện lên trong đầu, ngẫm lại thân thể của Ngô Mặc Thu là quỷ tu, trong lòng hắn không khỏi phát run. Thật ra Dương Bách Xuyên hiểu rất rõ, thần hồn của quỷ tuy chi thể tinh khiết như thế nào, so với yêu hồn châu, tu chân giả còn yêu thích quỷ tu hơn. Nhất là thần hồn của chủ tu đã đạt tới nguyên anh kỳ, nếu như có được thân thể có thần hồn tinh khiết, sau khi cắn nuốt luyện hóa thì đối với người đạt cảnh giới nguyên anh mà nói, sẽ có giúp ích cực kỳ lớn trong việc tu luyện. Dương Bách Xuyên không dám tưởng tượng, sau khi tu chân giả cảnh giới nguyên anh nào đó đoạt được thần hồn tinh khiết, liệu có thể nhịn được mà không cắn nuốt. Bất giác hai hàng nước mắt tuôn rơi. Bây giờ hắn chỉ có thể ép mình không nghĩ đến mặt xấu, trong lòng phải đến mặt tốt. Nghĩ đến nha đầu ngốc nghếch làm việc gì cũng không oán trách, âm thầm cho đi mà không đòi hỏi nhận lại, nàng ấy nhất định phải còn sống, nhất định. Thu Nhi, đợi ta, chủ nhân nhất định sẽ không để ngươi xảy ra chuyện, đợi khi đoàn tụ, chúng ta sẽ về nhà cùng nhau. Dương Bách Xuyên lau đi khóe mắt ướt đẫm, trong ánh mắt lóe lên một tia sát ý, trong nháy mắt bầu trời trong La Phù Động Thiên cũng biến sắc. Giờ phút này, khí tức trên người Dương Bách Xuyên đã thay đổi. Cứng rắn như thép, chí dương chí cương, vĩnh viễn sẽ không mềm lòng nữa. Tất cả những gì mà muốn chỉ là được về nhà, để bạn bè người thân yên ổn mà thôi, người ngay cả cơ hội để thở cũng không cho. Trong La Phù Động Thiên, ánh mắt của Dương Bách Xuyên ngập tràn sắc bén, hắn nhìn về phía chân trời tự lẩm bẩm. Nếu như Thu Nhi xảy ra chuyện, ta sẽ hóa thân thành ma, chôn vùi sơn hải. Sau đó Dương Bách Xuyên nhắm mắt lại, linh thức của hắn xuyên thấu La Phù Động Thiên, bay thẳng ra bên ngoài. Hắn nhìn thấy Thành Yêu Quang, N. Tĩnh An, Mã Minh Sơn và Từ Cơ Vân, mỗi người họ đứng ở ba hướng khác nhau để khống chế đại trận Yêu Quang, mà bên trong thành đã huy động ba thế lực lớn, hàng vạn đệ tử cầm trong tay dây nhốt yêu đuổi bắt yêu thú khắp thành, quan trọng là bọn họ tàn sát yêu thú để huyết tế đại trận. Điều tàn nhẫn nhất là, phần lớn yêu muông được hắn thả ra là ấu thú. Tâm nguyện ban đầu là cho những ấu thú bị nhốt trong lồng sắt kia một cơ hội được tự do, nhưng bây giờ lại đảo ngược, điều này hại chúng chết nhanh hơn. Đáng chết! Dương Bách Xuyên cắn răng, trong lòng hắn hổ thẹn, những yêu thú kia vì hắn mà bỏ mạng. Trong thành Yêu Quang tràn ngập tiếng kêu khóc, nghe rất thê lương. Lão tử muốn ra ngoài, Dương Bách Xuyên gọi sư phụ mình, giọng nói đầy u ám. Muốn ra ngoài thì còn phải có thực lực. Bên ngoài có ba cao thủ nguyên anh đại viên mãn, đối phó với một trong số họ, miễn cưỡng thì vẫn được, tam đại cao thủ, con không có bất kỳ phần thắng nào, có điều, nếu như mãi làm con rùa rụt đầu thì cũng không phải chuyện hay, vi sư có một cách có lẽ khả thi. Vân Thiên Tà ung dung đáp. Ánh mắt Dương Bách Xuyên lóe lên tia sáng, cách gì? Ấp trứng chim thần Vân Thiên Tà buột miệng nói. Không sai, con lấy được đan mai xích. Đây chính là trứng của chim thần Phượng Hoàng, trên thế gian này Phượng Hoàng là vương của yêu cầm, trời sinh đã có thiên hỏa, vừa ra đời đã có, hơn nữa càng trưởng thành thì lửa Phượng Hoàng càng thăng cấp, nghe đồn khi đạt tới đỉnh cao nhất còn có thể thiêu cháy cả một thế giới. Lúc này, nếu như con muốn chiếm thế thượng phong với ba người bên ngoài, e là có chút khó khăn, nhưng nếu ấp nở trứng Phượng Hoàng thì sẽ không như vậy nữa, vi sư đã quan sát qua, trứng Phượng Hoàng sắp nở rồi. Chẳng bao lâu nữa thì sẽ nở ra một con thần cầm, đến khi đó con sẽ không khó khăn như hiện tại nữa, lửa của chim thần không phải là thứ mà tiểu nguyên anh có thể chống lại.
Vân Thiên Tà chậm rãi nói cho Dương Bách Xuyên nghe chủ ý của mình. Ặc lão đầu, ấp nở trứng chim thần, người chắc chắn có ích sao? Đối phương là nguyên anh đại viên mãn đó, lão già Ân Tĩnh An còn sắp đạt tới cảnh giới xuất khiếu, cho dù là phượng hoàng, nhưng mà một con phượng hoàng lửa vừa được ấp nở có thể đối phó được sao? Dương Bách Xuyên tỏ vẻ nghi ngờ. Vân Thiên Tà mắng, thằng nhóc thối, con cho rằng vương giả của yêu cầm là gì? Đó chính là một trong tứ đại thần thú, đứng đầu trong tộc chim muông, vừa sinh ra đã là chim thần có lửa trời ban, đốt cháy thiên địa cũng không phải khoác lác, bớt nói nhảm đi, con nhanh dùng chân hỏa, chân khí trong của bản thân để ấp trứng, chỉ cần một bước ngoặt nữa thôi là chim thần có thể xuất thế, tu chân giới cũng rất ít gặp bảo bối như vậy, một khi xuất hiện sẽ kinh thiên động địa. Được, vậy để con thử xem. Dương Bách Xuyên gật đầu, trong lòng khẽ động lấy quả trứng phượng hoàng màu đỏ ra, chuẩn bị ấp nở. Dựa theo cách mà sư phụ nói, dùng chân khí và chân hỏa để ấp, rót chân khí vào bên trong trứng phượng hoàng, chân hỏa dùng để cung cấp nhiệt độ thích hợp. Phượng hoàng vốn là loài chim thần niết bàn trùng sinh, ngọn lửa càng cao cấp thì càng tốt. Sau khi bước vào cảnh giới tu vi nguyên anh, uy lực chân khí của Dương Bách Xuyên đương nhiên cũng không hề tầm thường, ngay từ khi bắt đầu hắn đã có một loại cảm giác không được thuyết phục lắm, dù sao thì cũng chỉ là một quả trứng mà thôi, liệu có bị nướng chín hay không? Nào ngờ lại bị lão đầu chửi mắng, thằng nhóc thối, dùng chân hỏa lớn nhất của con đi, chút chân hỏa này của con ngay cả tam muội chân hỏa cũng không bằng, con phải biết Phượng Hoàng chính là tổ tông chơi đùa với lửa, cứ như thế này thì biết bao giờ mới nở ra. Dương Bách Xuyên trợn mắt, chỉ có thể tăng thêm lực lượng chân hỏa, dùng hết toàn lực. Lúc này, quả trứng Phượng Hoàng trong lòng bàn tay càng ngày càng đỏ rực, đường vân trên bề mặt cũng phát sáng, trông rất đẹp mắt. Sắc mặt của Dương Bách Xuyên trầm xuống, hắn cảm nhận được chân khí trong cơ thể đang không ngừng bị trứng phượng hoàng hấp thu, chân hỏa chống đỡ đang dần không ổn định. Ngay từ đầu, hắn vẫn có thể khống chế chân khí, nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên cảm thấy không thể chống chế được nữa, chân khí của hắn đang bị trứng phượng hoàng hấp thu. Quả trứng phượng hoàng trong lòng bàn tay hắn giống như một cái động không đáy cắn nuốt sức mạnh, điều này khiến Dương Bách Xuyên sợ hãi, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị hút khô mất. Nhưng trứng phượng hoàng không hề có bất cứ dấu hiệu nở. Lão đầu chết tiệt, làm thế nào bây giờ? Chân khí trong cơ thể con mất khống chế, bị trứng phượng hoàng hấp thu vào trong rồi, không thể dừng lại được. Dương Bách Xuyên sợ hãi cầu cứu sư phụ. Hoàng cái gì, còn không phải do tu vi của con quá phế vật hay sao? Đáp lại lời kêu cứu của Dương Bách Xuyên là lời mắng chửi không tim không phổi của lão đầu. Dương Bách Xuyên đen mặt. Hiện tại hắn đã đạt tới cảnh giới nguyên anh, nhưng trong miệng của lão đầu thì hắn vẫn bị ghét bỏ là phế vật. Đang định phản bác lời của sư phụ thì lão đầu lại tiếp tục đưa ra câu trả lời, ấp trứng chim thần cần phải có năng lượng chống đỡ, nó hấp thu không ít lực lượng của con chứng tỏ đã có dấu hiệu chuẩn bị nở rồi. Đây là chuyện tốt, thời khắc này con nhất định phải kiên trì, nếu không thì sẽ đổ sông đổ bể. Con thử nhỏ một giọt máu thử xem, trong máu có năng lượng lớn. Như vậy thì Phượng Hoàng nở ra sẽ có cảm giác thân thiết với con, tăng thêm tình cảm, với bản tính thông minh trời sinh, đợi sau khi ấp nở nó sẽ giúp đỡ cho con, bằng không thì con sẽ không mượn được Phượng Hoàng thần hỏa. Nghe sư phụ Vân Thiên Tà nói như vậy, Dương Bách Xuyên suýt chút nữa tức tới hộc máu, lão đầu tử, người nói nửa ngày như vậy có nghĩa là con ấp nở trứng thì cũng không trở thành chủ nhân của Phượng Hoàng. Vậy con còn trả cái giá cao như vậy làm gì? Thằng nhóc vô sỉ. Đã nói Phượng Hoàng là thần cầm của thế gian, đâu có dễ dàng thu phục như vậy. Đừng có mơ, trừ phụ Phượng Hoàng tự động nhận con làm chủ nhân, thu phục Phượng Hoàng mà con cũng dám nghĩ tới. Vân Thiên Tà tức giận, ngừng một lúc rồi tiếp tục nói, có điều, con cũng không cần lo lắng, cho dù Phượng Hoàng không nhận con làm chủ nhân nhưng dựa vào công lao ấp trứng của con thì giúp con giải vây là không thành vấn đề, còn về phần sau khi trứng nở có nhận con làm chủ hay không thì phải xem ý trời. Việc đã tới nước này, Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể nghe theo lời của lão đầu, tiếp tục ấp trứng, Phượng Hoàng chính là chim thần, cũng chính là linh vật mà hắn nghe được từ vô số thần thoại ở trái đất, đâu thu phục dễ dàng như vậy được. Còn về nhận chủ, ngay cả lão đầu cũng đã nói phải xem ý trời, hắn cũng không dám có suy nghĩ quá phận, hiện tại chỉ có duy nhất một con đường, trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng sau khi trứng nở ra sẽ giúp hắn thoát khỏi hoàn cảnh trước mắt. Hắn cũng không muốn mãi mãi núp trong La Phù Động Thiên, điều này không khác gì một con rùa đen rút đầu.
Hơn nữa, nhị đồ đệ Vương Tông Nhân đã nói Ngô Mặc Thu bị Tề Mặc Hàng của hiệu buôn M Dương bắt đi, Dương Bách Xuyên vẫn luôn ôm ảo tưởng, hắn không tin Ngô Mặc Thu sẽ chết, hắn còn phải đi cứu Ngô Mặc Thu. Ấp trứng Phượng Hoàng là một cơ hội. Tâm khẽ động, hắn giơ đầu ngón tay phải ra, nhỏ một giọt máu lên trứng Phượng Hoàng. Ngay lập tức, toàn bộ hoa văn trên quả trứng sáng lên, sau một tiếng, bùm, quả trứng bùng lên một ngọn lửa màu trắng. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên toát cả mồ hôi lạnh, hắn cảm nhận được ngọn lửa trắng đột nhiên bùng lên từ trứng Phượng Hoàng khiến cho hắn hít thở không thông. Cảm giác như ngọn lửa này có thể thiêu rụi mọi thứ. Mặc dù biết rõ là ảo giác của mình nhưng lúc này hắn lại chọn tin lời mà sư phụ đã nói, thần hỏa của Phượng Hoàng trưởng thành có thể đốt cháy cả thiên địa. Điều quỷ dị là, ngọn lửa màu trắng tỏa ra từ trứng Phượng Hoàng khiến cho Dương Bách Xuyên cảm thấy uy lực của nó có thể thiêu hủy thiên địa, nhưng lòng bàn tay của Dương Bách Xuyên lại không hề có chút thương tổn nào, điều này khiến Dương Bách Xuyên thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu như ngọn lửa màu trắng trên trứng Phượng Hoàng thiêu đốt hắn, Dương Bách Xuyên có cảm giác mình nhất định sẽ bị cháy thành tro. May mà không thương tổn tới một đại công thần như hắn. Sau khi nhỏ giọt máu lên trứng Phượng Hoàng, Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được tốc độ hấp thụ chân khí cũng xem như là chậm lại không ít. Hắn biết lão đầu nói không sai, nhỏ máu có thể giúp hắn chống đỡ được một trận. Nhân cơ hội này, Dương Bách Xuyên vội vàng vung tay lên, lấy ra một viên linh đào từ không gian càn khôn, dùng để bổ sung chân khí trong cơ thể. Hắn luôn cảm thấy quả trứng Phượng Hoàng này như cái động không đáy, không biết phải cần tới bao nhiêu lực lượng nữa mới có thể ăn no, có linh đào trong tay xem như là phòng bị trước. Không hề nghĩ ngợi, Dương Bách Xuyên nuốt luôn hai quả linh đào, chỉ trong nháy mắt, lượng chân khí tiêu hao cũng xem như là được bổ sung nguyên vẹn. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, linh đào trong không gian càn khôn có thể sánh ngang với nước sinh mệnh, không để hắn thất vọng. Hiện tại thì hắn cũng không cần phải lo lắng sẽ không đủ chân khí nữa. Chẳng bao lâu sau, sắc mặt của Dương Bách Xuyên thay đổi, công hiệu của máu qua đi, trứng Phượng Hoàng lại bắt đầu điên cuồng hấp thu chân khí trong cơ thể hắn, lần này còn điên cuồng hơn cả lúc trước, trong nháy mắt, lượng chân khí vừa bổ sung đã bị trứng Phượng Hoàng hấp thu hơn phân nửa. Khóe miệng Dương Bách Xuyên giật giật, hắn vội vàng lấy thêm một quả linh đào, tiếp tục bổ sung chân khí. Nhưng hắn phát hiện lượng chân khí mà linh đào cung cấp cũng không đủ, trứng Phượng Hoàng giống như đang bước vào thời khắc mấu chốt, dựa theo tốc độ hấp thu chân khí một cách bất thường như vậy, Dương Bách Xuyên bắt đầu lo lắng linh đào có đủ hay không. Chớp mắt, năng lượng của 10 quả linh đào đã bị hắn nuốt chửng, nhưng trứng Phượng Hoàng cũng đã hấp thụ 7-8 phần chân khí trong cơ thể. Mặc dù trong không gian càn khôn, Dương Bách Xuyên vẫn còn mấy chục quả linh đào nữa, nhưng hắn cũng không dám đảm bảo có đủ hay không. Chẳng may lực lượng của số linh đào này đã bị hấp thu hết nhưng trứng Phượng Hoàng vẫn chưa thể nở thì sao? Trong lòng đang nghĩ như vậy, giọng của sư phụ Vân Thiên Tà lại vang lên, thằng nhóc thối, con thử dùng nước sinh mệnh đi, dù sao thì ấp trứng Phượng Hoàng cũng cần năng lượng, có lẽ nước sinh mệnh sẽ có tác dụng. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì khóe miệng đắng chát, nhưng cũng đành thử. Trong không gian càn khôn có tổng cộng 9 giọt nước sinh mệnh, lúc trước hắn đưa cho đệ tử và chồn nhỏ. Cộng thêm chữa thương cho bản thân, đã dùng mất 6 giọt, hiện tại còn dư lại 3 giọt, tâm khẽ động, hắn trực tiếp lấy toàn bộ 3 giọt nước sinh mệnh ra ngoài, sau đó nhỏ lên trứng Phượng Hoàng. Khoảnh khắc 3 giọt nước sinh mệnh được nhỏ lên quả trứng, trứng Phượng Hoàng màu đỏ sẫm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ngọn lửa màu trắng lập tức cháy bùng từ nửa thước lên 3 thước, một cỗ sức sống cường đại cũng theo đó mà tản ra ngoài. Ngay sau đó, một tiếng kêu lảnh lót phát ra từ trứng Phượng Hoàng, chiếp. Một tiếng kêu thánh thoát truyền tới từ quả trứng Phượng Hoàng, lần này Dương Bách Xuyên cảm nhận được rõ ràng, bên trong quả trứng có hơi thở của sinh mệnh. Ngay sau đó, trứng Phượng Hoàng trong lòng bàn tay hắn đột nhiên phát ra một tiếng, răng rắc. Trong lòng Dương Bách Xuyên mừng rỡ, có một loại cảm giác cuối cùng thì cây vạn tuế cũng nở hoa, xem như là có động tĩnh thay đổi. Mặc dù từ lúc ấp trứng Phượng Hoàng đến hiện tại mới trôi qua nửa ngày, nhưng đối với Dương Bách Xuyên mà nói, trứng Phượng Hoàng cắn nuốt một lượng chân khí khủng bố, từng giây từng phút trôi qua đều cực kỳ dày vò. Hắn sợ mình sẽ bị trứng Phượng Hoàng hút khô. Nghe được tiếng răng rắc, Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng không cần lo lắng chân khí sẽ bị hút cạn. Tiếng vỏ trứng vỡ này là minh chứng tốt nhất,
hắn phát hiện tốc độ mà trứng phượng hoàng hấp thụ chân khí cũng dần chậm lại. Xem kỹ thì quả nhiên thấy được, trên bề mặt quả trứng xuất hiện một vết nứt. Dấu hiệu của chim thần muốn xuất thế. Dương Bách Xuyên hết sức kích động, nhưng hắn cũng rất căng thẳng, dù sao thì quả trứng phượng hoàng này là do chính tay hắn ấp ra, trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời, cứ thấy quái dị thế nào. Nhìn thấy một sinh mệnh nở ra từ trên tay mình, loại cảm giác kỳ diệu này người khác không thể hiểu được. Hơn nữa, đây còn là một con chim thần, vương giả của tất cả những loài chim, chúa tể chân chính trên bầu trời. Dương Bách Xuyên không hề nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào quả trứng trên tay, cũng không biết chim Phượng Hoàng sẽ là Phượng hay là Hoàng. Mặc dù tên gọi là Phượng Hoàng nhưng Dương Bách Xuyên biết loài chim này cũng có phân biệt trống mái, con mái gọi là Phượng trống gọi là Hoàng, thế nhân gọi chung là Phượng Hoàng. Mặc kệ là Phượng hay là Hoàng, dù sao thì con chim thần này sắp nở ra từ trong tay hắn. Cảm xúc lúc này của Dương Bách Xuyên là không lời nào có thể diễn tả được. Không biết sau khi Phượng Hoàng ra đời có thiêu cháy hắn không? Liệu Phượng Hoàng có thù địch với hắn không? Trong lòng Dương Bách Xuyên có chút rối bời. Cho dù thế nào, hắn đều mang theo cảm xúc xao động, nhìn sự thay đổi của quả trứng Phượng Hoàng đỏ au trên tay, hắn không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Chim thần Phượng Hoàng. Phượng Hoàng được ấp nở trên tay hắn, nhìn từ góc độ của người nào đó, hắn cũng xem như là người thân của Phượng Hoàng rồi. Ngay lúc này, Dương Bách Xuyên nhận thấy được quả trứng trên tay hắn cuối cùng cũng truyền tới cảm giác nóng bỏng, lòng bàn tay hắn cũng bắt đầu tỏa nhiệt, ngọn lửa màu trắng trên trứng Phượng Hoàng ngày càng thuần khiết. A! À. Giây sau, Dương Bách Xuyên cảm giác lòng bàn tay hắn càng lúc càng nóng lên, hắn không nhịn được mà hít sâu một hơi. Thằng nhóc thối, con không cần tay nữa à? Chim thần sắp ra đời sẽ bộc phát ra tiên thiên chi hỏa mà ngay cả nó cũng không thể khống chế được. Còn không mau buông ra, nếu không thì con cứ đợi bị thiêu thành cho đi. Giọng của Vân Thiên Thà vang lên. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì lo lắng, vội vàng đặt trứng Phượng Hoàng xuống dưới đất. Hắn nói với sư phụ bằng giọng điệu không vui, lão đầu chết tiệt, lần sau người có thể nhắc nhở con sớm hơn được không? Tay con sắp bị nướng chín rồi. Trong lúc đang oán trách lão đầu, Dương Bách Xuyên xòe tay ra nhìn, lòng bàn tay thỏ đẫm một mảng, hắn dùng chân khí để chữa trị. Nhưng lại ngạc nhiên vì không có chút chuyển biến nào cả. Lòng bàn tay bị lột đi một lớp da, chân khí chữa trị cũng không hiệu quả, nóng tới đau rát. Đây chỉ là cầm quả trứng trong lòng bàn tay một lát mà thôi, nếu lão đầu không nhắc nhở thì bàn tay này của hắn phải phế mất. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên không nhịn được mà hít sâu một hơi. Mới chỉ bắt đầu mà đã như vậy, rất khó tưởng tượng. Sau khi Phượng Hoàng được ấp nở thì lửa của nó sẽ có uy lực như thế nào? Lúc này, Dương Bách Xuyên nhớ tới nước sinh mệnh của mình, theo lý mà nói, hắn nhỏ một lúc 3 giọt nước sinh mệnh xuống trứng Phượng Hoàng cũng không có công hiệu lớn như vậy. Bởi vì, nhìn cái cách trứng Phượng Hoàng điên cuồng hấp thụ chân khí của hắn lúc trước, sau khi nhỏ nước sinh mệnh, cũng không nhất định sẽ nhìn thấy hiệu quả ngay lập tức. Sự thật đã chứng minh, nước sinh mệnh chính là cường đại như vậy. Lẽ nào nước sinh mệnh lại biến chất sao? Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ, đúng là có khả năng, phải biết bình càn khôn hấp thu linh khí của La Phù Động Thiên, sau khi hấp thụ tinh túy của đất trời, tất nhiên là có thể thăng cấp, có điều Dương Bách Xuyên cũng chưa kịp nhìn xem bên trong bình càn khôn đã thay đổi thành bộ dáng như thế này. Lúc này, hắn cảm nhận được sự khác biệt của nước sinh mệnh đối với trứng Phượng Hoàng, hắn lại nhớ tới sức sống của bình càn khôn. Nhớ lại tốc độ chữa trị của nước sinh mệnh, hình như nhanh hơn lúc trước nhiều, có phải sau khi bình càn khôn cắn nuốt La Phù Động Thiên thì đã thăng cấp, chất lượng của nước sinh mệnh cũng thay đổi. Điều này rất có khả năng. Có điều hiện tại hắn cũng không có tâm tư để đi xem biến hóa bên trong bình càn khôn, bởi vì trứng Phượng Hoàng đã phát ra tiếng răng rắn vang dội. Hắn cúi đầu nhìn, vết nứt dài một ngón tay đã rộng hơn rất nhiều. Ngay sau đó, quầng sáng đỏ tươi trên quả trứng Phượng Hoàng bỗng nhiên vọt lên, ngọn lửa màu trắng bùng lên cao, đạt tới độ cao hơn 3 mét. Vầng sáng màu đỏ thẫm và ngọn lửa màu trắng đan vào nhau, khí tức làm cho người ta run rẩy. Trong nháy mắt, vẻ mặt của Dương Bách Xuyên thay đổi, hắn bắt đầu lùi về phía sau. Bởi vì trong lòng hắn cảm nhận được nguy hiểm gia tăng, nếu đứng yên ở đó, không chừng sẽ bị Phượng Hoàng thiêu rụi.
hơi nóng hầm hập, ánh sáng chói mắt, khí tức cường đại, tất cả đều phát ra từ trên quả trứng Phượng Hoàng. Cho dù là lùi lại về phía sau, Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được thần hồn của mình đang run rẩy. Đây là khí tức đặc biệt của chim thần sao? Hơi thở của hỏa diễm cường đại như vậy, Dương Bách Xuyên thầm nghĩ, cho dù là mấy lão già nguyên anh đại viên mãn kia chạm vào, e là cũng sẽ bị lột ra thôi. Trong lòng hắn vừa khiếp sợ cũng vừa thỏa mãn. Đương nhiên cũng có chút lo lắng, không biết Phượng Hoàng do chính tay bản thân ấp thở có giúp hắn thoát khỏi kẻ địch hay không. Dù sao thì vạn vật tràn ngập biến hóa, mọi thứ đều có khả năng, đây chính là con đường tu chân, một con đường mà chuyện huyền bí nào cũng có thể xảy ra. Lùi về sau mấy trăm mét thì Dương Bách Xuyên mới dừng lại, ở khoảng cách này hắn có thể chịu đựng được cỗ khí tức nóng hầm hập kia. Hiện tại, Dương Bách Xuyên đã không còn nhìn thấy dấu vết của trứng Phượng Hoàng, thay vào đó là ngọn lửa màu trắng đỏ đan xen cao mấy thước. Chiếp! Rắc rắc! Lần nữa, Dương Bách Xuyên nghe được tiếng kêu lảnh lót đầy khí thế và tiếng vỏ trứng rạn nứt. Lần này không giống với lần trước, Dương Bách Xuyên nghe được vỏ trứng đã hoàn toàn vỡ tan, tiếng kêu cũng là một tiếng kéo dài. Quả nhiên, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bóng dáng của một con chim bên trong ngọn lửa, có lẽ là nở ra trong hỏa diễm, vì vậy nhìn qua thì giống như xuất hiện một con chim lửa. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên biết rõ đây chính là sự xuất hiện của vương giả yêu cầm trên thế gian. Chiếp! Lại là một tiếng thét dài, Dương Bách Xuyên phát hiện ngọn lửa khổng lồ bắt đầu thu hẹp lại, nháy mắt đã bị Phượng Hoàng hấp thụ hết, có điều toàn thân Phượng Hoàng vẫn rực lửa như cũ, nó thét dài một tiếng rồi bay thẳng lên bầu trời. Chíp chíp! Chiêm chiếp! Hức hức hu hu. Ngay lúc này, khi Phượng Hoàng chìm trong ngọn lửa bay lên trời, toàn bộ La Phù động thiên đều trở nên thay đổi, từng tiếng thét dài của chim muông vang lên. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy chim bay che khuất bầu trời La Phù động thiên, hội tụ lại về phía chân trời, mục tiêu chính là Phượng Hoàng đang đắm mình trong biển lửa. Lúc này, sau khi Phượng Hoàng bay lên độ cao trăm thước thì dừng lại, giống như đang cảm ngộ đất trời khi vừa được sinh ra. Cũng không bay thêm nữa. Thế nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên lại trở nên sốt ruột, sau khi thấy vô số yêu chim muông từ bốn phương tám hướng tụ lại về phía Phượng Hoàng, lúc này hắn mới nhớ tới mình đang ở La Phù Động Thiên, mà bên trong La Phù Động Thiên cũng có yêu cầm. Còn đang lo lắng cho Phượng Hoàng, hắn nhìn thấy những phi cầm trên trời không hề công kích Phượng Hoàng đang đắm chìm trong ngọn lửa, mà dừng lại cách Phượng Hoàng 100 thước, tự vây thành một vòng tròn, bắt đầu thét dài về phía trung tâm. Lúc này, trong đầu Dương Bách Xuyên nảy ra một câu bách điều triều phụng. Đương nhiên, số phù cầm xuất hiện xung quanh Phượng Hoàng không chỉ có 100 loài, mà vượt xa cả con số đó. Trong lòng hắn hiểu ra, Phượng Hoàng chính là vua của phi cầm cho dù nó chỉ là một tiểu Phượng Hoàng vừa được sinh ra, không liên quan gì tới lớn hay nhỏ, điều này thuộc về cấp bậc trật tự của huyết mạch, đây chính là đẳng cấp uy nghiêm trời sinh, bên trong La Phù Động Thiên. Tất cả chim muông đều cảm nhận được vương giả ra đời, giờ phút này bọn chúng kéo đến để bái kiến quân vương, sẽ không gây thương tổn tới tiểu Phượng Hoàng. Dương Bách Xuyên cũng yên tâm, nhìn thấy cảnh bách điểu triều phụng phía chân trời thì tràn ngập rung động. Thân là tân chủ nhân của La Phù Động Thiên, hắn vẫn chưa kịp thích ứng, nhưng bây giờ cuối cùng hắn cũng biết rõ số lượng phi cầm trong cả La Phù Động Thiên. Tâm khẽ động liền biết tổng cộng có 9.000 con đủ loại. Đáng tiếc những con chim này phần lớn đều là yêu cầm nhỏ, đa số có cấp bậc nhất, nhị, tam chuyển, không có lấy một con yêu cầm tứ chuyển, nếu không thì hắn có thể điều động những yêu cầm này để đối phó với kẻ địch. Sau 10 phút diễn ra nghi lễ bái tế, tiểu Phượng Hoàng kêu lên một tiếng thét dài, vô số phi cầm thản đi, thiên địa cũng khôi phục lại dáng vẻ yên ả ban đầu. Mà lúc này, tiểu Phượng Hoàng từ trên bầu trời hạ xuống, giống như hoàn thành lễ rửa tội. Bay thẳng tới cạnh Dương Bách Xuyên, ngọn lửa toàn thân cũng vụt tắt. Bây giờ Dương Bách Xuyên mới nhìn thấy rõ diện mạo có vóc dáng nhỏ như gà nuôi của tiểu Phượng Hoàng, hắn nhất thời ngẩn cả người. Dương Bách Xuyên chưa từng thấy qua chim thần Phượng Hoàng chân chính, nhưng ở quê nhà, hắn đã nhìn thấy không ít các hình vẽ của Phượng Hoàng qua trò chơi hay là trong phim điện ảnh, chưa nói đến nó thần thánh như thế nào, nhưng chắc chắn là một thần vật rực rỡ và đầy màu sắc. Cho dù là vừa nãy, khoảnh khắc Phượng Hoàng đắm mình trong biển lửa, bay thẳng lên trời cao, khi bách điều triều phụng, hình ảnh của Phượng Hoàng trong mắt của Dương Bách Xuyên vẫn ngập tràn thiêng liêng.
Nhưng mà hiện tại, hắn trợn mắt nhìn ngọn lửa Phượng Hoàng vụt tắt, không nhịn được mà nuốt nước miếng. Dương Bách Xuyên giật mình hỏi sư phụ, lão đầu, người xác định, thứ đồ chơi này là Phượng Hoàng. Khụ khụ, thằng nhóc vô sỉ này, thật ra vi sư cũng chưa từng nhìn thấy Phượng Hoàng chân chính, chỉ mới thấy hư ảnh của Phượng Hoàng trưởng thành, đúng là có chút khác biệt với Phượng Hoàng, đang ở trước mặt này, có lẽ vừa mới sinh nên nó mới có dáng vẻ như vậy, đừng quá để ý tới tướng mạo, cảnh tượng Bách Điểu Triều Phụng vừa rồi không phải giả, cái này không thể làm giả được. Giọng nói của Vân Thiên Tà tràn đầy nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, hai thầy trò bắt đầu hoài nghi về ánh mắt của bản thân. Dương Bách Xuyên nhìn, Phượng Hoàng, đang đứng trước mặt mình, khó mà tin được đây lại là một loài Phượng Hoàng thần thánh. Hắn lẩm bẩm nói, đây rõ ràng là một con gà trụi lông mà không lẽ là Phượng Hoàng thật sao? Đứng trước mặt Dương Bách Xuyên đích xác là một con gà trụi lông, chỉ còn lại duy nhất một lớp lông tơ màu xám. Hoàn toàn không hề liên quan gì đến cảnh tượng Bách Điểu Triều Phụng vừa rồi. Sự tương phản quá lớn. Thứ đồ chơi này thật sự có thể giúp hắn đối phó với ba cao thủ Nguyên Anh đại viên mãn ở bên ngoài sao? Giờ đây, trong đầu Dương Bách Xuyên tràn đầy dấu chấm hỏi. Đúng lúc này, một tiếng gọi non nớt vang lên, suýt chút nữa khiến Dương Bách Xuyên ngã quỵ. Mẹ, mẹ mẹ. Ặc. Dương Bách Xuyên cúi đầu. Một tiếng gọi vang lên từ trong miệng, Phượng Hoàng, ở trước mặt. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên nhận được hai thông tin. Thứ nhất là Phượng Hoàng trông giống như con gà ta này có thể nói được tiếng người, thứ hai là giọng nói của nó trong trẻo, có lẽ là một con Phượng giống cái, không phải Hoàng. Một tiếng gọi mẹ suýt nữa khiến Dương Bách Xuyên hộc máu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khụ khụ, ngươi là Phượng Hoàng thật sao? Dương Bách Xuyên ho khan một tiếng rồi cúi đầu hỏi. Dù sao thì cũng nói được tiếng người, giao tiếp hẳn là không thành vấn đề, nói thế nào thì con, Phượng Hoàng, này cũng không giống như mọi người miêu tả. Đúng vậy, người ta chính là Phượng Hoàng, người có phải mẹ của ta không? Giọng nói trong trẻo của tiểu Phượng Hoàng vang lên. Dương Bách Xuyên xem như hiểu rõ, tiểu Phượng Hoàng này mới sinh ra, vẫn còn là một tờ giấy trắng, cái gì cũng không biết. Hoặc nói đúng hơn là mông lung không hiểu. Nhưng hắn cũng xác định, sinh vật đang đứng trước mặt mình chính xác là một con Phượng Hoàng, hắn cũng chỉ có thể ép bản thân tin tưởng, đây chính là Phượng Hoàng, gà nhà không thể có Bách Điểu Triều Phụng được, càng không thể nói tiếng người, phải biết rằng yêu thú có linh tính đạo hạnh nói được tiếng người, ít nhất tu vi cũng phải đạt tới cấp bậc tam chuyển, ngang với bậc kim đan của nhân loại, muốn hóa hình thì phải cần tới tu vi tứ chuyển bằng với Nguyên Anh thì mới hóa được. Mà tiểu Phượng Hoàng trước mặt hắn vừa ra khỏi vỏ đã nói được tiếng người, cộng thêm ngọn lửa khủng bố trước khi phá vỡ vỏ trứng, cho dù là đại yêu tứ chuyển hay ngũ chuyển thì cũng không làm được. Thực tế mà nói, tiểu Phượng Hoàng là chim thần, cũng không phải loài yêu cầm bình thường. Khụ khụ, ta là ca ca muội, không phải mẹ của muội. Lúc trả lời tiểu Phượng Hoàng, Dương Bách Xuyên lộ ra nụ cười thân thiện như sói giả làm bà ngoại, trong lòng hắn đã bắt đầu lập kế hoạch lừa gạt tiểu Phượng Hoàng. Hắn có thể nhìn ra, mặc dù tiểu Phượng Hoàng là chim thần, nhưng vừa sinh ra giống như một tờ giấy trắng, thời gian này rèn luyện tính tình là tốt nhất. Cho dù bản thân hắn không phải là tiểu Phượng Hoàng, nhưng làm ca ca thì vẫn có thể mà, đúng không? Không nhận chủ, không thu nhận được, vậy thì làm ca ca cũng đạt được hiệu quả như nhau, ha ha. Trong lòng Dương Bách Xuyên không hề có một chút cảm giác tội lỗi nào, dù sao thì để ấp nở trứng Phượng Hoàng. Hắn đã bỏ ra một cái giá rất lớn, làm ca ca của tiểu Phượng Hoàng, lừa nó, bảo tiểu Phượng Hoàng giúp hắn làm chút chuyện cũng là chuyện chính đáng. Ca ca, tiểu Phượng Hoàng nghe Dương Bách Xuyên nói như vậy thì có chút nghi ngờ, giống như không biết ý nghĩa của cách xưng hô này. Dương Bách Xuyên cố gắng khiến bản thân mình thật dễ gần, hắn mỉm cười gật đầu nói, tiểu Phượng Hoàng, muội còn nhỏ, đợi sau này lớn hơn sẽ hiểu, muội chỉ cần ghi nhớ một điều. Ca ca đã ấp trứng giúp muội được sinh ra, ca ca là người tốt, là người thân của muội, muội phải nghe lời của ca ca, biết chưa? Tiểu Phượng Hoàng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi đáp, muội cảm giác ca ca rất thân thiện, muội sẽ nghe lời của ca ca. Cuối cùng thì Dương Bách Xuyên cũng nở nụ cười, trong lòng lại thầm nghĩ, lúc ấp trứng, người đã cắn nuốt máu của ta, không cảm thấy thân thiết mới lạ. Dương Bách Xuyên mừng phát điên. Chỉ cần tiểu Phượng Hoàng nghe lời của hắn, có nhận chủ hay không thì quan trọng gì.
Dù sao thì chỉ cần đạt được mục đích là được rồi. Hiện tại, Tiểu Phượng Hoàng đã được ấp nở, Dương Bách Xuyên cũng phải suy nghĩ xem lúc nào nên ra ngoài, ngoài kia nhiều ấu thú vì hắn mà bị hiến tế đại trận như vậy, mặc dù là yêu tộc nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn có trở ngại, cảm thấy khó chịu, nhanh chóng ra ngoài cứu được chút nào thì hay chút ấy. Còn có Ngô Mặc Thu, dù sống hay chết thì hắn cũng phải khiến cho kẻ bắt nàng đi Tề Mặc Hàng xuống 18 tầng địa ngục. Nhìn Tiểu Phượng Hoàng, Dương Bách Xuyên hỏi, Tiểu Phượng Hoàng, muội có thể phun ra lửa không? Đương nhiên là có thể rồi, Tiểu Phượng Hoàng đáp. Vậy lát nữa, muội theo ca ca ra ngoài, muội phun lửa thiêu mấy tên khốn nạn dám bắt nạt ca ca, có được không? Dương Bách Xuyên bắt đầu dụ dỗ Tiểu Phượng Hoàng. À, bắt nạt ca ca là không được, muội sẽ dùng lửa thiêu chết lũ xấu xa. Tiểu Phượng Hoàng đáp. Được được được, vậy bây giờ chúng ta đi nhé. Dương Bách Xuyên vui vẻ nói. Ca ca đợi một lát, Tiểu Phượng Hoàng nói xong, đột nhiên bước tới trước vỏ trứng của nó, giống như gà mổ thóc ăn sạch hết vỏ sức màu đỏ. Dương Bách Xuyên lập tức nhìn thấy toàn thân của Tiểu Phượng Hoàng tỏa ra ánh sáng màu đỏ thẫm, như biến thành một mặt trời nhỏ, tia sáng chói lóa màu đỏ khiến Dương Bách Xuyên nhắm mắt theo bản năng. Giây sau, khi Dương Bách Xuyên cảm nhận được ánh sáng đã biến mất, hắn mở hai mắt ra lại trông thấy Tiểu Phượng Hoàng giống gà ta đã biến mất, nhưng vị trí đó lại xuất hiện một bé gái mặc quần áo màu đỏ rực, nhìn qua thì giống như Đường Đường khi hắn gặp lần đầu, nhưng bé gái này so với Đường Đường thì ít nhất cũng nhỏ hơn 3 tuổi. Dương Bách Xuyên chỉ có thể dùng, xinh đẹp, đáng yêu, để hình dung đứa bé đang đứng trước mặt mình, giống như búp bê bằng sứ, vô cùng đáng yêu, khiến cho người khác nhìn lại yêu thích. Muội, muội là Tiểu Phượng Hoàng. Dương Bách Xuyên lắp bắp hỏi. Đúng, bé gái trông cực kỳ đáng yêu nhưng trên mặt lại có không hề có biểu cảm ngây thơ như một cô bé nhỏ, lúc trả lời Dương Bách Xuyên lại lạnh như băng. Điều này khiến Dương Bách Xuyên lo lắng, liệu Tiểu Phượng Hoàng có thay đổi gì không? Không ngờ, sau khi ăn vỏ trứng của mình, Phượng Hoàng lại hóa hình rồi. Đây chính là điểm khác nhau giữa chim thần với người thường sao? Yêu cầm bình thường muốn hóa hình thì phải đợi tu luyện tới tứ chuyển có cùng cấp bậc với Nguyên Anh thì mới có thể, Tiểu Phượng Hoàng vừa sinh ra đã hóa hình, không thể không nói đây xác thực là điểm ưu ái của chim thần. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng như vậy thì tự lẩm bẩm. Mặc kệ thế nào, tạm thời thì Tiểu Phượng Hoàng vẫn nghe lời của hắn, như vậy là đủ rồi, hắn cũng không trông đợi việc một con chim thần Phượng Hoàng sẽ nghe lời mình mãi, đây là chuyện không thể nào, ngay cả bản thân hắn cũng không tin. Nhìn Tiểu Phượng Hoàng mặc quần áo màu đỏ rực, Dương Bách Xuyên khẽ động tâm, hôm nay là ngày muội sinh ra, vừa ra đời đã hóa hình thành một bé gái nhỏ, ca ca đặt tên cho muội nhé. Hai mắt Tiểu Phượng Hoàng sáng lên, được Tiểu Phượng Hoàng có chút kiệm chữ như vàng. Nếu đã là ca ca của muội, vậy thì lấy theo họ của ta đi, ca ca tên là Dương Bách Xuyên, sau này muội tên là Dương San Hồng, ở nhà muội còn có một tỷ tỷ tên là Dương San San. Dương Bách Xuyên nghĩ đến muội muội của mình, vì vậy đã đặt cho Tiểu Phượng Hoàng cái tên Dương San Hồng. San San, San Hồng, nghe cũng không tồi. Vâng, cảm ơn ca ca, sau này muội có tên là Dương San Hồng rồi. Tiểu Phượng Hoàng dường như rất vui vẻ. San Hồng này, bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài để đánh kẻ xấu, ca ca bảo muội phun lửa vào ai thì muội phun vào kẻ đó nhé. Hắn luôn cảm thấy lợi dụng một tiểu nha đầu như vậy có chút khó chịu. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hỗn loạn bên ngoài, hắn cũng không quan tâm tới cái gì mà ác hay không nữa. Vâng, San Hồng sẽ nghe theo lời của ca ca. Tiểu Phượng Hoàng ngoan ngoãn gật đầu. Bên ngoài La Phù Động Thiên, ở ba phương vị thiên địa nhân trong thành Yêu Quang, từ ba người Ân Tĩnh An, Mã Minh Sơn và Từ Cơ Vân đang khống chế đại trận Yêu Quang, cho đến Dương Bách Xuyên bên trong La Phù Động Thiên, một ngày trôi qua, ở nơi mà ba người họ đứng. Thi thể yêu thú đã chất thành núi. Chỉ trong vòng một ngày, số lượng yêu thú mà các đệ tử của ba đại thế lực tàn sát đã lên tới hơn 1.000, toàn bộ thành Yêu Quang ngập mùi máu tanh, thế mà, vì để đại trận Yêu Quang trở nên cường đại, ba người Ân Tĩnh An vẫn hạ lệnh tiếp tục chém giết yêu thú, dù sao thì yêu thú trong thành cộng lại cũng hơn 1 vạn, không sợ thiếu huyết tế. Tiếng kêu gào thảm thiết tràn ngập thành Yêu Quang, trong thành tiếng thú giống vang trời. Khi Dương Bách Xuyên mang theo Tiểu Phượng Hoàng lao ra khỏi La Phù Động Thiên, thật ra trong lòng hắn không nắm chắc, nói cho cùng thì Tiểu Phượng Hoàng cũng vừa mới nở ra,
cũng không biết có thể đối phó được với tam đại cao thủ Nguyên Anh kia không. Nhưng sau khi xem xét tình huống bên ngoài, hắn thật sự không muốn chờ đợi thêm nữa, chỉ có thể lựa chọn tin Tiểu Phượng Hoàng, dù sao thì ngọn lửa kia của Tiểu Phượng Hoàng cũng không chỉ để giỡn chơi. Dương Bách Xuyên thấy ra đầu mình như tê dại khi nhớ tới cảm giác khi ở trong La Phù Động Thiên, hắn tin Tiểu Phượng Hoàng phun lửa đốt cháy ba lão khốn khiếp N Tĩnh An nhất định sẽ có tác dụng. Chuyện này, lão đầu cũng đã từng nói. Phượng Hoàng chi hỏa thiêu đốt thiên địa, hắn cũng chẳng hy vọng có đốt cháy được thiên địa hay không, chỉ mong đốt chết ba lão già N Tĩnh An kia là đủ rồi. Mang theo Tiểu Phượng Hoàng từ La Phù Động Thiên ra ngoài, Dương Bách Xuyên lập tức thu núi La Phù lại. Trong nháy mắt, ba người N Tĩnh An phát hiện ra sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên, nhất thời, cả ba đều buông khống chế đại trận yêu quang, xông thẳng về phía Dương Bách Xuyên. Về phần đại trận, trải qua một ngày yêu thú huyết tế đã không cần lo lắng lão ma tước đại yêu ngũ chuyển tấn công bên ngoài nữa, trong thời gian ngắn sẽ không phá nổi đại trận. Hiện tại, người khiến bọn họ ghen tị nhất chỉ có Dương Bách Xuyên. Đơn giản chỉ vì La Phù Động Thiên trên người Dương Bách Xuyên đã đủ khiến cho bọn họ điên cuồng. Đương nhiên bọn họ cũng nhìn thấy bé gái mặc quần áo màu đỏ rực khoảng tầm 3 tuổi được Dương Bách Xuyên dắt tay, nhưng ba người họ không để ý, cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ cần biết tóm được một Nguyên Anh sơ kỳ như Dương Bách Xuyên đồng nghĩa với việc mình sẽ nắm giữ La Phù Động Thiên. Khi Dương Bách Xuyên trông thấy ba người N Tĩnh An lao về phía mình từ ba phương hướng khác nhau, trong lòng hắn ít nhiều vẫn có chút căng thẳng. Sau khi nhìn Tiểu Phượng Hoàng bên cạnh, ánh mắt hắn kiên định hơn, lựa chọn tin tưởng Tiểu Phượng Hoàng, nếu như không diệt trừ được ba lão già này thì hắn đừng mong yên ổn. Dương Bách Xuyên nói với Tiểu Phượng Hoàng, San Hồng, chính là ba lão già khốn kiếp này, muội phóng lửa đi. Tiểu Phượng Hoàng nhìn thấy ba người nhào tới đây, trên gương mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện lên một chút lo lắng, nhưng sau khi nghe thấy lời Dương Bách Xuyên nói, cô bé vẫn nhẹ giọng đáp ứng. Tiểu Phượng Hoàng lập tức duỗi hai tay ra, mở cái miệng nhỏ nhắn. Lòng bàn tay bốc lên ngọn lửa trắng tinh, một quả cầu lửa đột nhiên phun ra từ miệng Tiểu Phượng Hoàng. Ba ngọn lửa màu trắng lập tức bay về phía N Tĩnh An, Mã Minh Sơn và Từ Cơ Vân. Ba người N Tĩnh An căn bản không hề chú ý tới Tiểu Phượng Hoàng đứng bên cạnh Dương Bách Xuyên, bởi vì cho dù là cảm giác hay là nhìn tận mắt, Tiểu Phượng Hoàng đơn giản chỉ là một bé gái 3 tuổi, không có gì đặc biệt. Sau khi thấy Tiểu Phượng Hoàng phóng ra ngọn lửa, sắc mặt của cả ba người lập tức điên cuồng, đều là cao thủ Nguyên Anh đại viên mãn, bọn họ đương nhiên có thể cảm nhận được ngọn lửa máu trắng mà Tiểu Phượng Hoàng phun ra tràn đầy khí tức khiến cho bọn họ ghê rợn. Muốn lui đã quá muộn, ngọn lửa mà Tiểu Phượng Hoàng phóng tới còn nhanh hơn tốc độ ba người họ xông về phía Dương Bách Xuyên. Chớp mắt sẽ phải đối đầu. Điều duy nhất mà họ có thể làm lúc này chính là tận lực ứng phó. Mặc dù cả ba người họ đều không rõ lai lịch của bé gái bên cạnh Dương Bách Xuyên, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng khí tức khủng bố từ ngọn lửa trắng được phóng ra. Dương Bách Xuyên nhìn thấy sắc mặt của N Tĩnh An thay đổi, đối mặt với ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng, lão ta quát lên một tiếng, vừa vung tay vừa lẩm bẩm nói, thần hồn bất diệt, hợp thiên chi đạo, nguyên anh hộ thân. Vừa dứt lời, trên người N Tĩnh An xuất hiện một bộ khôi giáp, tràn đầy khí tức của chân khí và thần hồn. Dương Bách Xuyên biết đây chính là sức mạnh của cao thủ Nguyên Anh, có thể dung hợp lực lượng chân khí và thần hồn, biến thành một loại năng lượng mới. Loại năng lượng này là lực lượng kết hợp giữa hư và thực, nó có cả khả năng tấn công lẫn phòng thủ, tu vi càng cao thì lực lượng càng mạnh. Hơn nữa nguyên thần có thể nối liền với sức mạnh của đất trời, tùy ý hóa thành kháp khí khôi giáp, vân vân. Đây cũng là thiên phú tu luyện của cao thủ Nguyên Anh, có thể xem như bản nâng cấp của kim đan lĩnh vực. Kim đan có kim đan lĩnh vực, công năng kỳ diệu của Nguyên Anh chính là hợp nhất chân nguyên, có thể dung hòa được lực lượng chân khí và nguyên thần, sau đó tùy ý biến thành bất cứ hình thái nào, đương nhiên nó cũng sẽ tồn tại không gian lĩnh vực. Ngay khi trên người N Tĩnh An hình thành một khôi giáp sắt, Tiểu Phượng Hoàng phun ra ngọn lửa to bằng nắm tay lên người ông ta. Trong tiếng vang dội, sắc mặt của N Tĩnh An lại thay đổi. Lão ta đột nhiên phát hiện ngọn lửa màu trắng bắt đầu thiêu đốt khôi giáp của lão, điều này hết sức quỷ dị. Trong đầu N Tĩnh An có một loại ảo giác, lão ta dường như phát hiện ngọn lửa chỉ to bằng nắm tay này lại có thể đốt cháy được mọi vật. Phải biết thần hồn của lão ta đã gần đạt tới cảnh giới xuất khiếu, vậy mà lại bị đối phương đốt thành một lỗ thủng lớn.
Lần này, N Tĩnh An bị dọa tới chết khiếp, lão ta nắm chấp thời cơ sử dụng phương pháp cấm kỵ, lão vung tay trước ngực, trong miệng không ngừng kêu rên, lúc này sắc mặt của lão ta đã trắng bệch. Khôi giáp trên người lập tức biến mất, nhưng tay phải của lão lại bùng lên ngọn lửa. Ngọn lửa màu trắng căn bản không thể dập tắt, vì vậy N Tĩnh An đã vận công bí pháp, lấy ngọn lửa trước ngực xuống, như vậy khôi giáp được hình thành từ chân nguyên sẽ tiêu tan, tránh được nguy hiểm bị đốt cháy toàn thân, mà cái giá phải trả chính là cánh tay bên phải. N Tĩnh An dứt khoát dùng tay trái chặt đứt tay phải của mình, lúc này mới loại bỏ được ngọn lửa màu trắng của Tiểu Phượng Hoàng. Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên luôn quan sát hiện trường. Sau khi hắn nhìn thấy N Tĩnh An tự chặt đứt một cánh tay mới có thể dập tắt ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng, trong đầu lại có thêm một kiến thức mới, mặt khác thì lão già N Tĩnh An này cũng đủ ác, lão ta tuyệt đối là hạng người khó chơi. Về phần Mã Minh Sơn và Từ Cơ Vân, mặc dù hai người họ không cụt tay, ngọn lửa cũng được dập tắt ngay lập tức, nhưng nhìn sắc mặt tái mét của hai người bọn họ, hẳn là cũng phải trả một cái giá rất lớn như N Tĩnh An. Sau khi ba người bọn họ dập tắt được ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng, bọn họ giống như bị sợ hãi không nói nên lời, trợn tròn mắt quan sát Dương Bách Xuyên và Tiểu Phượng Hoàng đang đứng cách đó 3 đến 40 mét. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm lên người Tiểu Phượng Hoàng. Không lâu sau, Dương Bách Xuyên phát hiện N Tĩnh An trừng mắt, toàn thân lão ta run rẩy hô lên, trứng nở rồi. N lão quái, trứng nở gì cơ? Mã Minh Sơn cau mày hỏi. Lão nhìn biểu cảm của Ân Tĩnh An, giống như nhìn ra được điều gì đó. Mặt của Từ Cơ Vũ thì vàng như nghệ, vừa rồi để dập tắt ngọn lửa quỷ dị của bé gái kia, lão ta đã không tiếc bỏ đi 60 năm đạo hạnh, nghĩ đến là muốn hộc máu, bây giờ vẫn còn sợ hãi, toàn thân run rẩy. Nghe thấy lời của Ân Tĩnh An, lão cũng không nhịn được mà hỏi N lão quái, có liên quan gì tới bảo bối của ông sao? Ánh mắt của Ân Tĩnh An vẫn nhìn chằm chằm lên người bé cạnh đứng cạnh Dương Bách Xuyên, hoặc nói đúng hơn là Tiểu Phượng Hoàng, tới giờ lão vẫn còn run sợ, trong lòng lại căm hận, ban đầu lão ta hao tổn tâm sức đoạt lấy trứng Phượng Hoàng là để tu luyện M Dương Thần và trị liệu vết thương, ai mà biết sau khi bị tên tiểu tử kia đoạt đi, trứng lại có thể ấp nở, hơn nữa trông có vẻ như Tiểu Phượng Hoàng đã nhận hắn ta làm chủ nhân rồi. Hiện tại chẳng khác gì làm cho người khác hưởng. Một khi Phượng Hoàng được ấp nở thì sẽ mất đi tác dụng tu luyện của Ân Tĩnh An, cộng thêm vừa đối mặt đã bị Phượng Hoàng thiêu cháy một cánh tay. Sau khi nghe hai người Từ Mã hỏi như vậy, Ân Tĩnh An cũng không nhịn được là phun ra máu. Phụt! Tức chết đi được, bé gái bên cạnh Dương Bách Xuyên hay nói đúng hơn là Tiểu Phượng Hoàng vốn dĩ là của lão mới đúng. Đến nước này Ân Tĩnh An cũng không cần phải giấu giếm hai người Từ Mã nữa, nếu không thì bọn họ sẽ không trợ giúp lão. Chuyện này Ân Tĩnh An rất rõ ràng, trong lòng của lão ta cũng không có ý định buông tha cho Dương Bách Xuyên và Tiểu Phượng Hoàng, cho dù ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng vô cùng mạnh mẽ thì nó cũng mới chỉ là ấu cầm vừa mới sinh ra, nếu như bắt được thì vẫn có công dụng lớn. Con nhóc kia là chim thần Phượng Hoàng. Ân Tĩnh An hít sâu một hơi rồi nói cho hai người Từ Mã, nếu không phải ta cảm nhận được khí tức của trứng Phượng Hoàng và bé gái kia giống nhau, ta cũng không thể tin nổi một con nhóc 3 tuổi lại là Phượng Hoàng. Ngọn lửa trắng vừa rồi cũng có thể chứng minh điều này. Trong sách cổ ghi chép, cũng chỉ có Phượng Hoàng chi hỏa mới bá đạo được như vậy. Nghe xong lời Ân Tĩnh An nói, hai người Từ Mã không nhịn được mà hít sâu một hơi. Chim thần Phượng Hoàng. Trong lịch sử của Sơn Hải Giới, Phượng Hoàng đã mất tích mấy vạn năm. Khi hai người Từ Mã nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng, ngoại trừ sự sợ hãi ra, tất cả đều là nhiệt huyết, bọn họ đâu có ngốc. Nếu như Phượng Hoàng đã trưởng thành thì họ trốn cũng không kịp, nhưng là Tiểu Phượng Hoàng vừa mới sinh ra, đây chính là miếng thịt béo vô cùng mê hoặc. Trong truyền thuyết, bọn họ đương nhiên biết chim Phượng Hoàng trong truyền thuyết đại diện cho cái gì. Lúc trước tiểu tử kia có La Động Phù Sơn, trên người toàn là bảo bối, hiện tại chớp mắt đã dẫn theo một Tiểu Phượng Hoàng vừa mới được ấp nở, đây mới chính là cám dỗ không thể cưỡng lại, vậy nên vừa rồi ba người họ mới chịu thiệt. Dương Bách Xuyên cũng không vội vàng ra tay mà đứng quan sát tất cả biểu cảm của ba lão già, hắn thầm cười giễu, không nghĩ lời lòng tham trong ánh mắt của ba lão khốn kiếp kia chỉ tăng chứ không giảm. Dương Bách Xuyên biết ba người Ân Tĩnh An lúc trước tham lam của hắn hay có thể nói là La Phù Động Thiên, mà hiện tại nhìn thấu thân phận của Tiểu Phượng Hoàng, bắt đầu lên chú ý với Tiểu Phượng Hoàng. Điều này khiến lòng hắn lạnh lẽo,
Vừa rồi Tiểu Phượng Hoàng bày ra lửa Phượng Hoàng, đã thể hiện rõ Tiểu Phượng Hoàng không dễ chọc, chủ ý của ba lão bất tử trên người Tiểu Phượng Hoàng, không chừng phải dập đầu rơi hàm. Đường đường là chim thần Phượng Hoàng, sao có thể chỉ là gọi không? Dương Bách Xuyên biết vừa rồi Tiểu Phượng Hoàng hoàn toàn không có xuất toàn lực, phải biết rằng Tiểu Phượng Hoàng là có thể biến thân, nếu như hóa thành bản thể, toàn thân đều chìm ngập trong hỏa diễm thiêu đốt, nhìn xem ba lão giả khốn khiếp Ân Tĩnh An làm sao còn lên chủ ý đây. Nhưng ngẫm lại dù sao Tiểu Phượng Hoàng cũng vừa mới sinh ra, nói trắng ra là lông còn chưa mọc đầy đủ, cho dù là chim thần cũng cần một quá trình lớn mạnh, Dương Bách Xuyên vẫn là có chút lo lắng, nhịn không được hỏi, San Hồng. Người có thể phóng hỏa diễm lớn hơn để đốt mấy tên xấu xa này không? Sâu trong ánh mắt Tiểu Phượng Hoàng lóe lên một tia do dự rồi biến mất, gật đầu nói, có thể, lời nói và giọng điệu rất dứt khoát, kiên định. Dương Bách Xuyên không chú ý đến một tia do dự sâu trong ánh mắt của Tiểu Phượng Hoàng vừa rồi, nghe nàng trả lời lại hài lòng cười. Sau khi suy nghĩ lại, trong lòng hắn khẽ động, dứt khoát triệu hồi chồn nhỏ từ không gian bình càn khôn ra. Lúc trước hắn lo chồn nhỏ bị ba lão quái ảnh hưởng đến nên nhốt chặt chồn nhỏ vào không gian bình càn khôn trước, nhưng nếu bây giờ hắn đã lựa chọn đối đầu chính diện thì cần chồn nhỏ hỗ trợ. Bây giờ chồn nhỏ có bao nhiêu năng lực Dương Bách Xuyên vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, thế nhưng Dương Bách Xuyên biết tốc độ của chồn nhỏ đủ nhanh, cho dù không thể đối đầu chính diện với cao thủ Nguyên Anh đại viên mãn, nhưng hắn nghĩ muốn tạo nên quấy rối vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên còn phát hiện một lợi ích của chồn nhỏ hoặc có thể nói là có hại ở trong mắt người khác, thích hạ ám chiêu, thích lợi dụng sơ hở để đánh lén, móng vuốt của chồn nhỏ vô cùng sắc bén, chỉ cần bị nó cào vào người chắc chắn có thể làm mất một khối thịt của kẻ thù. Chi chi. Sau khi chồn nhỏ ra ngoài, nó lập tức nhảy lên bả vai Dương Bách Xuyên trước, miệng thì kêu lên, một đôi mắt to tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Phượng Hoàng đỏ rực, dường như vô cùng kiêng dè. Chồn nhỏ là huyết mạch thần chồn phi thiên ở hồng hoang dị thú, đương nhiên nhạy cảm, hơn nữ yêu thú trời sinh có chi giác mạnh hơn loài người, cảm nhận được Tiểu Phượng Hoàng cũng coi như bình thường. Dương Bách Xuyên nhìn bộ dáng vô cùng kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm Tiểu Phượng Hoàng kêu lên của chồn nhỏ, hắn không chỉ bật cười mà trấn an nói, Hương Hương, không cần căng thẳng, Tiểu Phượng Hoàng là người của mình, đợi lát nữa ngươi phải hỗ trợ nàng đối phó ba lão bất tử kia. Sau khi nghe Dương Bách Xuyên giải thích một câu Tiểu Phượng Hoàng là người của mình, chồn nhỏ đang lo lắng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Chi chi, lúc này chồn nhỏ nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng đỏ kêu hai tiếng chào hỏi. Tiểu Phượng Hoàng không có biểu hiện chấn động gì ra ngoài, chỉ nhìn chằm chằm chồn nhỏ rồi nói, người cũng không tệ. Tiểu Phượng Hoàng San Hồng dường như hiểu rất rõ chồn nhi, thản nhiên nói một câu. Chi chi chi, chồn nhỏ kêu vui mừng kêu lên, dường như rất thích thú. Dương Bách Xuyên không hiểu Tiểu Phượng Hoàng và chồn nhỏ trao đổi cái gì, nhìn thấy hai bọn chúng có thể ở chung cũng yên tâm. Thật sự mà nói, nếu chồn nhỏ hoàn toàn là huyết mạch phản tổ mà thần chồn phi thiên hóa thành, nói không chừng còn mạnh hơn cả Phượng Hoàng, đáng tiếc giai đoạn hiện tại chồn nhỏ cách huyết mạch phản tổ còn quá sớm, ở trong mắt Tiểu Phượng Hoàng vẫn kém xa. Hiện tại Tiểu Phượng Hoàng chính là chim thần hàng thật giá thật, theo lời lão già nói. Uy danh của Phượng Hoàng ở tam giới đều có tiếng tăm lừng lẫy. Hắn triệu hoán chồn nhỏ hỗ trợ Tiểu Phượng Hoàng thật ra là để bản thân có thể thoát thân, sau khi tán gẫu với nhị đồ đệ xong, biết Ngô Mặc Thu đã bị cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ Tề Mặc Hành tọa trấn bên ngoài thương hành M Dương của thành Yêu Quang bắt đi, mặc kệ thế nào hắn cũng phải hạ gục Tề Mặc Hành thì mới biết được tung tích của Ngô Mặc Thu sống hay chết. Lúc trước hắn tiếp xúc với ba người Nguyên Anh hậu kỳ, còn chém nứt nửa thân thể của một người có bộ dáng thanh niên trong đó, còn lại hai người thì hắn chưa từng giao đấu qua, dựa theo miêu tả của đồ đệ Vương Tông Nhân, trong đó có một lão giả chính là Tề Mặc Hành. Hiện giờ Dương Bách Xuyên đang nghĩ để cho Tiểu Phượng Hoàng và chồn nhỏ ngăn cản ba lão bất tử A Ân Tĩnh An, còn hắn thì đi tìm Tề Mặc Hành. Lúc này, sau khi hai bên đều giao đấu với nhau một lần hay có thể nói là đã thăm dò đối phương, mỗi người đều mang suy nghĩ riêng nên trong thời gian ngắn không có động thủ. Dương Bách Xuyên dặn dò Tiểu Phượng Hoàng triệu hoán chồn nhỏ, trong lòng thì nghĩ cách để đi tìm Tề Mặc Hành. Mà bà người A Ân Tĩnh An cũng có tính toán riêng, nhất là sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên triệu hoán chồn nhỏ ra, hỏa diễm trong mắt ba lão bất tử lóe lên lần nữa. A Ân Tĩnh An híp mắt nói, tiểu tử này rất tà môn,
trong nháy mắt lại có thêm một con chồn tầm bảo đi ra. 3 năm trước lúc núi La Phù mở ra, nghe nói mấy chục tu sĩ Nguyên Anh truy bắt một con chồn biết tìm bảo vật, bây giờ xem ra chính là con chồn trên vai hắn không sai, thật không thể tưởng tượng được hắn còn bao nhiêu bí mật ở trên người, tiểu tử đó càng quỷ dị như thế lại càng không thể bỏ qua, nếu không một khi để cho hắn chạy thoát, tương lai chính là tai họa lớn của chúng ta. Mã Minh Sơn híp mắt nhìn chằm chằm chồn nhỏ trên vai Dương Bách Xuyên và nói, đúng vậy, người mang trong tay La Phù Động Thiên, có chim thần Phượng Hoàng đi theo, còn mang theo chồn tầm bảo, rất khó tưởng tượng rốt cuộc tiểu tử này có bao nhiêu số mệnh trong người, nhìn tuổi tu đạo của hắn chắc cũng chưa tới 60 năm mà đã là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, nhân vật cỡ này nếu đã không biết điều như thế, nếu không bóp chết hắn từ trong trứng nước thì tương lai người chết không có chỗ chôn sẽ là chúng ta. Không sai. Bây giờ quan trọng là tiểu Phượng Hoàng bên cạnh hắn, lửa chim thần thật sự không phải chuyện đùa, nếu như tiểu Phượng Hoàng luôn ở bên cạnh hắn, chúng ta rất khó đến gần, phải nghĩ ra cách mới được, Ân lão quái, người nói nên làm sao đây? Từ Cơ Vân híp mắt hỏi A Ân Tĩnh An. Ngọn lửa của tiểu Phượng Hoàng đích thật không thể xem thường, nhưng nếu ba người chúng ta liên thủ thì vấn đề chắc cũng không lớn lắm, vẫn có thể bắt được tiểu Phượng Hoàng, dù sao cũng chỉ là một con Phượng Hoàng nhỏ vừa mới sinh ra. Sức chịu đựng kiểu gì cũng có hạn, đừng nói với ta là hai lão bất tử các ngươi không có đòn sát thủ. Về phần tiểu tử kia đúng là quỷ dị, trái lại không thể không đề phòng, lúc chúng ta bắt tiểu Phượng Hoàng thì hắn chính là con thiêu thân. Chỉ bằng như vậy đi, hãy triệu tập tất cả đệ tử cảnh giới Nguyên Anh của ba nhà chúng ta lại đây, thứ nhất là để bọn họ đi đối phó tiểu tử kia, thứ hai là ngộ nhỡ lúc chúng ta trấn áp tiểu Phượng Hoàng xảy ra sự cố, có thể để các đệ tử môn hạ đến hỗ trợ. Các ngươi thấy thế nào? Lúc nói chuyện, giọng điệu của Ân Tĩnh An rất lạnh lùng. T. Sau khi Mã Minh Sơn và Từ Cơ Vân nghe Ân Tĩnh An sắp xếp, bọn họ nhìn không được hít vào khí lạnh. Hai người già đời đương nhiên hiểu được Ân Tĩnh An có ý gì, nói dễ nghe là để các đệ tử môn hạ tới hỗ trợ, nói khó nghe chính là để các đệ tử môn hạ làm bia đỡ đạn vào thời điểm nguy hiểm. Đường đường là cao thủ Nguyên Anh đại viên mãn sẽ cần đệ tử môn hạ hỗ trợ sao? Đương nhiên là không. Ý của A Ân Tĩnh An sợ là dùng tính mạng đệ tử Nguyên Anh của môn hạ để đối phó với ngọn lửa của tiểu Phượng Hoàng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được hai chữ tàn nhẫn từ trong ánh mắt đối phương, nhưng lại không nói thêm gì, dù sao cũng phải trả giá, mặc dù là các đệ tử môn hạ nhưng trong mắt những lão quỷ như bọn họ vẫn không phải đều là con kiến hôi. Chỉ cần có thể đạt được lợi ích thật lớn, hy sinh tính mạng mấy đệ tử có gì không được. Bất kể là Mã Minh Sơn hay là Từ Cơ Vân đều không nói gì, xem như chấp nhận chủ ý của A Ân Tĩnh An. Thấy vậy, A Ân Tĩnh An cười ha ha nói, nếu các ngươi không phản đối, vậy triệu tập các đệ tử môn hạ trước đi. Sau khi nói xong, A Ân Tĩnh An đầu tiên lớn tiếng nói, tất cả đệ tử cảnh giới Nguyên Anh của Thương Hành Âm Dương mau đến đây. Ngay sau đó hai người Từ Mã cũng lớn tiếng kêu gọi các đệ tử cảnh giới Nguyên Anh của Linh Sơn Cốc và Kình Thiên Môn đến đây. Dương Bách Xuyên vừa định để tiểu Phượng Hoàng phóng hỏa công kích, lại nghe được ba lão bất tử thế mà lại dùng truyền âm khắp thành yêu quang bắt đầu triệu tập tất cả môn hạ đệ tử cảnh giới Nguyên Anh đến. Lúc này, hắn lập tức ngây người, không chỉ không căng thẳng mà lại cười lạnh nói, coi như là bớt việc, không cần tốn công đi tìm người. Người lại tự mình đưa tới cửa càng tốt. Đối với ý đồ triệu tập môn hạ đệ tử Nguyên Anh của ba lão bất tử, Dương Bách Xuyên ít nhiều cũng đoán được, tất nhiên là tới đối phó hắn, nhưng Dương Bách Xuyên thản nhiên không thèm để ý việc này. Cao thủ âm thầm tỏa trấn thành yêu quang là ba lão bất tử A Ân Tĩnh An, tỏa trấn bên ngoài chính là ba cao thủ tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, trong đó một người còn bị hắn cho một kiếm phế đi. Còn lại hai Nguyên Anh hậu kỳ, một trong số đó tất nhiên là Tề Mặc Hành hắn đang đi tìm, là bắt người Ngô Mặc Thu, hai Nguyên Anh hậu kỳ trái lại cũng không đáng sợ chút nào. Về phần còn lại, sợ tất cả đều là tu vi Nguyên Anh trung kỳ thì có thể làm gì? Đến một người giết một người, đến hai người giết một đôi, dùng để chút giận cũng tốt. Cho nên Dương Bách Xuyên chuẩn bị muốn động thủ, lại chợt dừng lại chờ tiếp chiêu thì hay hơn. Chỉ chốc lát sau, lưu quang nổi lên bốn phía của thành yêu quang, từng luồng khí tức Nguyên Anh xuất hiện, ngắn ngủn không đến 10 hơi thở ở bên cạnh ba lão gia hỏa Ân Tĩnh An đã hội tụ gần 100 tu sĩ Nguyên Anh.
nhưng trong đó vẻn vẹn chỉ có hai người là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, hơn 30 Nguyên Anh trung kỳ, hơn 60 người còn lại tất cả đều là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Dương Bách Xuyên thản nhiên không sợ hãi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào một lão giả mập mạp Nguyên Anh hậu kỳ, trầm giọng nói, lão tiểu tử ngươi chính là Tề Mặc Hành. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, tất cả mọi người trong sân ngẩn người một lúc, bao gồm cả ba lão bất tử Ân Tĩnh An đang thì thầm trong lòng. Lẽ ra Dương Bách Xuyên muốn nói chuyện thì phải tìm người nắm thành yêu quang trong tay như bọn họ mới đúng, sao lại để mắt tới Tề Mặc Hành. Chẳng lẽ thằng nhóc này không nhận ra ai có tu vi cao ư? Trong nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người đều đặt trên người Tề Mặc Hành, bản thân Tề Mặc Hành cũng ngẩn người nhìn Dương Bách Xuyên. Trong lòng nói thầm, sao thằng nhóc này lại biết tên mình? Nghi ngờ thì nghi ngờ, Tề Mặc Hành vẫn trầm giọng nói, tiểu tử, lão phu chính là Tề Mặc Hành. Vậy thì được rồi, Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, đúng là Tề Mặc Hành, hắn căn cứ vào diện mạo của Vương Tông Nhân suy đoán ra, bây giờ được hắn ta chính miệng thừa nhận. Dương Bách Xuyên cũng không có nói thêm một chữ nào, bây giờ chỉ muốn bắt được Tề Mặc Hành, nói nhiều cũng vô ích. Bắt được Tề Mặc Hành, lập tức siêu hồn thì đương nhiên sẽ biết tung tích của Ngô Mặc Thu. San Hồng, Chồn Nhỏ, ra tay đi. Giết, giết chết thằng nhóc kia. Ngay khi Dương Bách Xuyên ra lệnh Chồn Nhỏ cùng Tiểu Phượng Hoàng ra tay, Ân Tĩnh An cũng hét lên một chữ giết, hai bên khá ăn ý. Dương Bách Xuyên duỗi kiếm đồ long trong tay ra, Nhật Nguyệt Càn Khôn giáp ở trong người, vận khởi chỉ xích thiên nhai công biến mất tại chỗ, đi về phía Tề Mặc Hành. Mà Tiểu Phượng Hoàng thét dài một tiếng lên trời, vầng sáng màu đỏ thấm toàn thân chiếu sáng, hóa thành bản thể, đắm chìm trong hỏa diễm, phi thân bay lên, phóng hỏa diễn về hướng ba người Ân Tĩnh An. Có lẽ là cảm thấy áp lực do ngọn lửa bản thể Tiểu Phượng Hoàng vừa phóng ra, rất nhiều người trong sân cách xa cũng cảm nhận được sức nóng mãnh liệt. Ân Tĩnh An ra lệnh Tề Mặc Hành dẫn hai cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ duy nhất trong sân nhào về phía Dương Bách Xuyên. Hai người Ân Tĩnh An, từ mã lơ lửng giữa không trung, sau khi Dương Bách Xuyên biến mất tại chỗ, bọn họ cũng không có nhúc nhích. Lúc trước bọn họ đã lĩnh giáo thân pháp thần thông của Dương Bách Xuyên, nhưng cũng không cho rằng Dương Bách Xuyên có thể đối đầu với gần trăm tu sĩ Nguyên Anh do Tề Mặc Hành dẫn dắt. Mục đích của ba lão quái rất rõ ràng, trấn áp con Tiểu Phượng Hoàng này quan trọng hơn tất thảy. Chiêu. Tiểu Phượng Hoàng phi thân bay lên, tiếng thét dài vang vọng khắp chân trời, phóng ba luồng hỏa diễm về phía ba người Ân Tĩnh. Ba lão bất tử ở giữa không trung nhìn thấy bản thể của Tiểu Phượng Hoàng, toàn thân mang theo hỏa diễm cường đại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ba người đều cảm nhận được ngọn lửa trên người Tiểu Phượng Hoàng bây giờ còn mạnh hơn quả cầu lửa nhỏ lúc trước phóng ra rất nhiều lần. Ba luồng hỏa diễm màu trắng giống như ba con rắn lao thẳng về phía ba người, khí tức mạnh vô cùng. Thời điểm Dương Bách Xuyên xông về phía đám người Tề Mặc Hành, dư quang nơi khóe mắt thấy ba lão bất tử N Tĩnh An đối đầu với ba luồng hỏa diễm mà Tiểu Phượng Hoàng phóng ra, sắc mặt cả đám khó coi vô cùng. Hắn bỗng yên tâm không ít, có vẻ Tiểu Phượng Hoàng có thể tạm thời đối phó với ba lão bất tử. Ngay sau khi Tiểu Phượng Hoàng thét dài, hóa thân thành bản thể, bên ngoài thành yêu quang. Phải, là khí tức thiếu chủ. Đại yêu lão chim sẻ ngũ chuyển đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thành yêu quang. Lời vừa nói ba yêu cầm tứ chuyển bên cạnh run lên, không hẹn mà cùng nhìn về phía thành yêu quang. Thiếu chủ đã nở rồi, đã nở rồi. Giọng điệu của con chim sẻ hóa thành nữ nhân trung niên vô cùng kích động, lập tức lớn tiếng nói, chúng yêu nghe lệnh, thiếu chủ yêu cầm ta đã hiện thế, bây giờ bị nhốt ở thành yêu quang. Theo ta công phá thành yêu quang, nghênh đón thiếu chủ trở về, ngày sau loài chim chúng ta có thể quật khởi ở đại hoang hay không? Thậm chí khinh thường tất cả đều phụ thuộc vào thiếu chủ Phượng Hoàng. Hôm nay cho dù tính mạng của cả loài chim hiến tế cũng phải nghênh đón thiếu chủ về đại hoang, xông lên. Giọng điệu đại yêu lão chim sẻ năm chuyển tràn ngập kích động không kiềm chế được, dẫn đầu bay về phía thành yêu quang. Trong nháy mắt ba dặm loài chim ùn ùn kéo về phía thành yêu quang lần thứ hai, mặc dù thành yêu quang có đại trận yêu quang, nhưng lão chim sẻ đã nói cho dù hiến tế yêu thân cũng phải nghênh đón Tiểu Phượng Hoàng về, bà ta nhanh chóng phi về bầu trời thành yêu quang, bắt đầu điên cuồng tấn công đại trận yêu quang. Trong thành yêu quang, không có ba lão bất tử N Tĩnh An khống chế đại trận yêu quang, không có sự tấn công cửa đại trận,
dưới sự dẫn dắt của lão chim sẻ động đình nương nương đại yêu ngũ chuyển này, hàng vạn con chim bắt đầu công kích mạnh mẽ về phía thành yêu quang. Ầm ầm ầm. Tiếng động trời vang lên, cả tộc chim tấn công khiến cả thành yêu quang run rẩy kịch liệt. Mà lúc này, không ai phát hiện một con sâu to bằng đầu ngón tay, đang không ngừng phá kết giới đại trận yêu quang, thỉnh thoảng trên cơ thể lại lóe lên ánh sáng theo quy luật nào đó. Con sâu nhỏ này đương nhiên là linh trùng nhân diễn của Dương Bách Xuyên. Sau khi Dương Bách Xuyên đại náo chợ yêu thú rồi chạy trốn không thành, Dương Bách Xuyên đã lặng lẽ thả ra sâu đi phá hư kết giới đại trận yêu quang, bởi vì thiên phú của sâu là phá kết giới. Lúc bị ba lão bất tử N tính an ép đến mức trốn vào La Phù Động Thiên, Dương Bách Xuyên cũng không bắt sâu lại, bởi vì hắn biết sâu không thể bị phát hiện dù có pháp lực gì, cơ thể lại không dễ bị phát hiện. Thả sâu ra phá kết giới đại trận chính là chiêu sau, cũng không mong sâu có thể phá vỡ kết giới đại trận trong một chốc, dù sao cũng là đại trận hộ thành, Dương Bách Xuyên biết không dễ. Nhưng mà hắn tâm ý tương thông với thông, có thể cảm nhận được tiến triển mà sâu phá vỡ đại trận yêu quang bất cứ lúc nào. Ngay khi tộc chim ùn ùn kéo đến tấn công đại trận yêu quang, ba người N Tĩnh An thì liên thủ chống lại hỏa diễm của Tiểu Phượng Hoàng. Ba lão bất tử kết thành một trận tam tài, trong tay mỗi người đều lấy ra pháp bảo của mình, hoặc có thể nói là linh bảo càng đúng hơn. Ba người kết thành trận pháp tam tài, ai ai cùng dùng toàn lực, kết thành một cái hoa văn phù văn du động, ngăn cản đòn tấn công hỏa diễm của Tiểu Phượng Hoàng. Nhìn từ phía chân trời xa xa, ba lão bất tử Ân Tĩnh An toàn lực thi triển thái cực đồ án đối đầu với Tiểu Phượng Hoàng phóng ra ngọn lửa. Đây là pháp lực đọ sức với thần thông. Xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Khi đại yêu lão chim sẻ ngũ chuyển dẫn theo tộc chim điên cuồng công kích đại trận yêu quang, sắc mặt Mã Minh Sơn biến đổi, nói Ân lão quái, con chim sẻ già bên ngoài vẫn ngoan cố, làm sao bây giờ? Trên trán Ân Tĩnh An có mồ hôi to bằng hạt đậu rơi xuống, hiển nhiên tuy ba người bọn họ ngăn cản được ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng, nhưng mà cũng là trả giá toàn lực, cũng đang toàn lực chống cự. May mà Tiểu Phượng Hoàng vừa mới sinh ra, nếu Tiểu Phượng Hoàng hơi lớn lên một chút, ba người bọn họ chưa chắc có thể ngăn cản ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng. Nghe thấy Mã Minh Sơn lo lắng, Ân Tĩnh An trầm giọng nói, những xúc sinh lông bông bên ngoài trận muốn phá vỡ đại trận cũng không phải dễ, Mã lão quỷ chuyên tâm đối phó với Tiểu Phượng Hoàng, ba người chúng ta chỉ cần kiên trì nửa canh giờ, Tiểu Phượng Hoàng tất thua, không thấy ngọn lửa trên người nó đã bắt đầu ảm đạm sao. Nhóc con điếc không sợ súng. Vừa mới sinh ra đã toàn lực thi triển tiên thiên hỏa diễm, nó không chịu nổi bao lâu đâu. Hai người từ Mã nghe Ân Tĩnh An nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mã Minh Sơn sợ nhất không phải là Tiểu Phượng Hoàng trước mắt, lão ta sợ không có ba người bọn họ khống chế đại trận yêu quang sẽ bị con chim sẻ già ngoài trận phá vỡ, đến lúc đó hàng ngàn vạn phi cầm vọt vào thành yêu quang bọn họ, cho dù cao thủ Nguyên Anh đại viên mãn cũng sợ không có kết cục tốt. Mà lúc này nhìn ngọn lửa trên người Tiểu Phượng Hoàng, đúng là ảm đạm một chút, chỉ cần trấn áp được Tiểu Phượng Hoàng, cục diện rối loạn trong thành coi như xong. Còn ba người Dương Bách Xuyên thì chẳng đáng bận tâm, ở trong vòng vây gần trăm Nguyên Anh tu sĩ, chắc chắn không thể nào đối đầu được. Giờ này khắc này, ba lão gia hỏa tuyệt đối không thể tưởng tượng được có một con linh trùng nhân diện nho nhỏ nằm trên kết giới đại trận đang gặm nhấm đại trận yêu quang. Còn về Dương Bách Xuyên lúc này đúng là bị gần trăm tu sĩ Nguyên Anh vây quanh, nhưng mà chẳng tạo nên chút uy hiếp nào với hắn. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, trong mắt hắn chỉ có Tề Mặc Hành, mặc dù bị gần trăm Nguyên Anh tu sĩ của ba thế lực lớn ở thành yêu quang vây quanh, nhưng không ai cản được bước chân của hắn. Kiếm đầu long trong tay lóe lên ánh sáng bạc, kiếm khí huyền hoàng ra chỉ ở lưỡi kiếm, thậm chí Dương Bách Xuyên còn tàn nhẫn điều động lôi lực trong cơ thể. Một kiếm này đâm tới Nguyên Anh trung kỳ còn có thể chật vật tránh né một chút, còn tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ thì không ai có thể ngăn cản kiếm của hắn, thường sẽ trở thành ma nếu chắn trước kiếm của hắn. Giết! Toàn thân Dương Bách Xuyên chiến ý và sát ý, tóc dài bay bay, đối mặt với gần trăm Nguyên Anh tu sĩ vây quanh, hắn không hề sợ hãi, cầm kiếm trong tay, hóa thân thành sát thần. Kiếm đầu long bên tay trái, kiếm khí huyền hoàng tung hoành. Tay phải có ba đại thần thông không ngừng tấn công, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ầm 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 ầm. A! Chỉ trong 10 hơi thở ngắn ngủi, gần trăm tu sĩ Nguyên Anh bị Dương Bách Xuyên tàn sát hơn phân nửa. Lúc này số người còn lại sợ vỡ mật,
không biết ai trong đám người đã nói một chữ chạy, mấy chục tu sĩ Nguyên Anh bỗng chốc chạy tán loạn. Không chạy không được, ở trong tay Dương Bách Xuyên, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cũng không chống nổi một chiêu, không chạy thì chỉ có nước chờ chết. Lúc này trong sân chỉ có hai người không chạy, hai người này chính là Tề Mặc Hành cùng một lão già gầy gò, cũng là cao thủ tọa trấn Nguyên Anh hậu kỳ ngoài sáng của thành Yêu Quang. Dương Bách Xuyên chỉ cự kiếm về phía Tề Mặc Hành, trong hai mắt tràn đầy sát ý. Đối mặt với ánh mắt như lưỡi dao của tôn sát thần Dương Bách Xuyên, cho dù Tề Mặc Hành là cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không nhịn được mà run rẩy. Nhưng mà dù sao Tề Mặc Hành cũng không tính là tu chân giả bình thường, là cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ, càng là đại lão tọa trấn thành Yêu Quang mấy trăm năm, trải qua sóng to gió lớn, đương nhiên sẽ không sợ ánh mắt của Dương Bách Xuyên. Đương nhiên trong lòng vô cùng kiêng dè với tiểu tử chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ này. Trận chiến vừa rồi, lão và lão già gầy gò bên cạnh vẫn chưa ra tay, để cho tu sĩ khác đi đánh đầu trận để quan sát Dương Bách Xuyên. Đã từ giao chiến với Dương Bách Xuyên một lần, trong ba cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ bên ngoài bọn họ, một người thuộc Kình Thiên Môn đã bị Dương Bách Xuyên chém đôi người, hoàn toàn trở thành đồ bỏ đi. Bây giờ hai người Tề Mặc Hành và lão già gầy gò Linh Sơn Cốc đều cẩn thận, vậy nên mới để cho gần trăm Nguyên Anh tu sĩ đánh đầu trận, kết quả không ngờ bị Dương Bách Xuyên giết một đống, toàn tuyến sụp đổ. Sau quan sát một lúc, ánh mắt Tề Mặc Hành đầy căng thẳng, không thể nhìn thấu được Dương Bách Xuyên. Dù là khí tức hùng hậu hay thanh kiếm cổ xưa trong tay Dương Bách Xuyên, hoặc là thân pháp thần thông quỷ dị, thực lực hắn biểu hiện hoàn toàn không phải là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ nên có. Tề Mặc Hành và lão già gầy gò liếc nhau, đều nhìn thấy kết luận từ trong mắt đối phương, chắc chắn thằng nhóc trước mắt là cao thủ đang che giấu tu vi. Có lẽ hắn hơn cả Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí là đại viên mãn, có khi còn mạnh hơn. Nếu không há có thể một mình đang cho gần trăm Nguyên Anh tu sĩ khóc cha gọi mẹ. Trong vòng 10 hơi thở ngắn ngủi giết chết 5-60 tu sĩ Nguyên Anh, đương nhiên trong đó đa số là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng cũng cho thấy thằng nhóc này cũng có thể giết chết tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, nói là sát thần cũng không ngoa chút nào. Tề Mặc Hành cũng đã điều tra thằng nhóc đột ngột xuất hiện đại náo thành Yêu Quang đến gà bay chó sủa nay, dĩ nhiên phát hiện hắn đi theo Mạnh lão đầu của thành Yêu Quang vào thành, lão Mạnh đầu tự nói hắn là cháu trai lão, tên là Dương Bách Xuyên. Theo kết quả điều tra của Tề Mặc Hành, ở trên chợ bán yêu nô của thương hành M. Dương, sau khi thằng nhóc tên Dương Bách Xuyên này nhìn thấy một yêu nô đã lập tức ra tay cướp yêu nô, sau đó trắng trợn phá tan lồng giam, thả tất cả yêu thú bị giam giữ trong chợ yêu thú ra, dẫn đến toàn bộ thành Yêu Quang đại loạn. Có thể nói thằng nhóc tên Dương Bách Xuyên này đã đại náo thành Yêu Quang. Trong lòng Tề Mặc Hành nghĩ vậy, vẻ mặt âm trầm nhìn Dương Bách Xuyên. Nói, Dương Bách Xuyên đúng không? Có biết thằng nhóc ngươi đã gây ra đại họa? Cho dù ngươi là người của sư môn cũng không cứu không. Dương Bách Xuyên sửng sốt, đảo mắt lập tức hiểu được Tề Mặc Hành đang nói chuyện, hắn cười lạnh, nói, sao? Lo sợ sư môn của ta, hay ngươi muốn điều tra ta? Nói thật, sư môn của ông đây ấy à, các ngươi còn chưa có tư cách biết. Đừng nói là đánh một thành Yêu Quang nho nhỏ này, cho dù lật tung cả sơn hải giới thì sư phụ ta cũng không thèm để ý đâu. Đã biết Tề Mặc Hành kiêng kỵ mình, bắt đầu hoài nghi lai lịch của mình, Dương Bách Xuyên bắt đầu mạnh miệng, dù sao sư môn cũng không ở sư hải giới, dù nói tiếp cũng không nói sai, đúng là lão đầu tử sẽ không để ý những thứ này. Tuy rằng lão đầu tử là thập nhị kiếp tán tiên, chưa từng lập tông môn gì đó, thế nhưng lão đầu tử nói ba sư huynh sư tỷ ở tu chân giới của ông ấy đều có tông môn riêng, hơn nữa nghe khẩu khí của lão đầu tử, tông môn của sư huynh sư tỷ ở lập ở tu chân giới cũng khá được. Tông môn sơn hải giới há có thể sánh với tu chân giới. Cho nên Dương Bách Xuyên cũng không tính là nói dóc. Nhưng khi vào tai Tề Mặc Hành thì khác, trong lòng đã nghĩ đến tính chân thật. Chẳng lẽ thằng nhóc Dương Bách Xuyên tiểu tử đúng là đệ tử đại tông môn nào đó ở sơn hải giới ư? Là tông môn nào? Bổ Thiên Cung, hay là đệ tử tông môn ẩn sĩ siêu cấp cổ xưa kia? Nếu là thật thì đúng là không dễ chọc. Hay là tiểu tử này đang nói bậy? Trong lòng Tề Mặc Hành cảm thấy Dương Bách Xuyên không giống như đang nói dối, dựa theo tu vi Nguyên Anh sơ kỳ của hắn mà thực lực thực tế đã có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí xem như đại viên mãn, đúng là khá giống đệ tử những tông môn ẩn thế kia.
Đối với thế lực đỉnh cấp Sơn Hải giới, Tề Mặc Hành chỉ biết Bổ Thiên Cung, thế nhưng lão đã từng nghe một vài thiên tài của Bổ Thiên Cung, chưa từng nghe thấy ai tên Dương Bách Xuyên. Hiện tại xem ra chính là những đệ tử tông môn ẩn thế thần bí kia. Tề Mặc Hành nheo mắt nhìn Dương Bách Xuyên, nói, ngươi là truyền nhân của ẩn tông hay là đệ tử Bổ Thiên Cung? Ngươi quan tâm làm đéo gì? Dương Bách Xuyên không còn kiên nhẫn để tám chuyện với Tề Mặc Hành, hắn cũng đã nhìn ra trong lòng Tề Mặc Hành khá sợ hãi, không ra tay lúc này thì đợi khi nào chứ? Dù sao về lai lịch của mình cứ để Tề Mặc Hành từ từ đoán đi. Càng như thế càng khiến cho lòng Tề Mặc Hành thêm rối bời, vậy thì càng có lợi với Dương Bách Xuyên. Mặc dù chỉ còn hai người Tề Mặc Hành và lão già gầy gò, những tu sĩ Nguyên Anh khác đã bị hắn đánh cho tan tác, nhưng đối với Dương Bách Xuyên mà nói, đối mặt với cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ bằng tu vi Nguyên Anh sơ kỳ của hắn, cho dù là chiến đấu vượt cấp, chân khí cũng có thể sánh với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng mà phải đối mặt với hai người, chung quy hắn phải đối mặt với hai cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ, nói không có áp lực thì là nói dối. Vốn liếng để hắn chiến đấu chung quy vẫn là kiếm đồ long và thần thông thân pháp bất phàm trong tay, nhưng chắc chắn những thủ đoạn trên người hắn thứ gì cũng không tầm thường, quan trọng hơn là hắn có một lá bài tẩy lớn nhất, đó chính là sư phụ Vân Thiên Tà. Có lão đầu tử áp trận, đừng nói hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ như Tề Mặc Hành, cho dù là cao thủ Nguyên Anh đại viên mãn hắn cũng không mảy may lo sợ. Chẳng qua có đôi khi Dương Bách Xuyên cũng hiểu được trạng thái của lão già nhà mình, có thể không kinh động thì sẽ không kinh động, cũng không muốn mọi việc đều ỷ lại vào sư phụ, nhưng cũng phải xem kẻ thù phải đối mặt là ai. Trước mắt vì Ngô Mặc Thu, đương nhiên Dương Bách Xuyên sẽ để cho sư phụ ra tay. Bị ánh mắt khinh thường của Dương Bách Xuyên chọc giận lần hai, dù sao vẫn là cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ, đại lão quanh năm tỏa trấn thành Yêu Quang, nói là nhân vật dưới một người trên vạn người cũng không ngoa, lão chưa từng bị người ta khinh thường như vậy. Lão giả gầy gò bên cạnh Tề Mặc Hành là người đầu tiên không nhịn được cơn giận, ra tay, thằng nhóc muốn chết này. Tiếng nổ vang lên, thân hình lão giả gầy gò chợt lóe, chém một kiếm về phía Dương Bách Xuyên. Tề Mặc Hành cũng híp mắt lại, hai tay chưởng về phía Dương Bách Xuyên, toàn bộ chân trời bỗng chốc tối sầm lại. Dương Bách Xuyên cảm thấy quanh thân đều căng thẳng, một cỗ sức mạnh vô hình đột nhiên xuất hiện, hắn biết đây là sức mạnh chân nguyên hợp nhất của tu sĩ Nguyên Anh. Sức mạnh nguyên thần là sự tồn tại vô hình, không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được, nhất là không có dấu vết. Sức mạnh thần hồn càng mạnh thì uy lực càng lớn, đợi đến lúc phát hiện thì cũng đã chịu thiệt. May mà Nguyên Anh và thần hồn của Dương Bách Xuyên đều không kém, có thể nhận ra đầu tiên. Nhưng mà nhận ra được là một chuyện, có thể hóa giải hay không lại là một chuyện khác. Lúc này đối đầu với đòn tấn công bên trái lẫn phải của Tề Mặc Hành và lão già gầy gò, Dương Bách Xuyên nói với sư phụ, lão đầu tử, con cần người áp trận. Không phải chỉ là hai Nguyên Anh hậu kỳ sao, thực lực của thằng nhóc con có thể đánh ngã bọn họ, còn muốn quấy rầy vi sư. Giọng nói bất mãn của Vân Thiên Tà vang lên. Lúc này Dương Bách Xuyên không có tâm trạng đấu võ mồm với lão đầu tử, hắn tiếp tục xông lên nghênh chiến, vừa trầm giọng nói với sư phụ, ta muốn giết chết lão giả gầy gò kia trong một đòn, sau đó ta muốn siêu hồn Tề Mặc Hành, lão bắt thu nhi. Có lẽ nghe ra tâm trạng khó chịu của đồ đệ, lần này Vân Thiên Tà cũng không đả kích Dương Bách Xuyên, ông làm sư phụ, hiểu được tầm quan trọng của tiểu nha đầu Ngô Mặc Thu trong lòng Dương Bách Xuyên hơn bất kỳ ai, lập tức đáp lại cứ việc giết là được. Cứ việc giết là được. Chỉ năm chữ đơn giản đã hoàn toàn cho thấy lòng tin của Vân Thiên Tà dành cho đồ đệ Dương Bách Xuyên này. Dương Bách Xuyên nghe xong cả người chấn động, đối mặt với một kiếm tràn ngập khí tức cường đại của lão giả gầy gò. Điều động đồ long kiếm và khí kiếm huyền hoàng nghênh đón, đồng thời tay phải đánh một đòn trích tinh thủ về phía Tề Mặc Hành. Muốn siêu hồn Tề Mặc Hành, Dương Bách Xuyên biết đầu tiên phải diệt trừ lão già gầy gò, sau đó có sư phụ âm thầm áp trận, mới có thể thành công trong một đòn. Lão già gầy gò nhìn thấy Dương Bách Xuyên một kiếm cứng đối cứng nghênh đón, hừ lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra khinh thường, trong cảm thấy một kiếm của Dương Bách Xuyên đúng là mạnh hơn Nguyên Anh sơ kỳ bình thường rất nhiều. Nhưng đối với cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ như lão mà nói thì còn kém xa. Sau một khắc song kiếm giao chiến phát ra một tiếng nổ vang, thế nhưng sắc mặt lão già gầy gò lại thay đổi liên tục. Vốn dĩ một kiếm của Dương Bách Xuyên hoàn toàn không phải là đối thủ của lão già gầy gò, trên thực tế cũng đúng là như thế,
thế nhưng lão chết cũng không ngờ trên người Dương Bách Xuyên có hào quang gia trì, có một thần hồn sư phụ là thập nhị kiếp tán tiên, cho nên bi kịch của lão già gầy gò đã được định trước. Lão già gầy gò phát hiện sau khi đối đầu với một kiếm của Dương Bách Xuyên, có một luồng sức mạnh rời núi lấp biển bộc phát ra từ kiếm của Dương Bách Xuyên, đúng là sức mạnh đã tăng lên mấy chục lần. Răng rắc. Cổ kiếm của lão già gầy gò bị luồng sức mạnh chặt gãy trong nháy mắt, đồng tử của lão đột nhiên co rút lại, tràn ngập sợ hãi, bởi vì một kiếm của Dương Bách Xuyên khí thế không giảm, đang chém vào người lão. Không có bất kỳ âm thanh nào vang lên, lão già gầy gò chỉ cảm thấy toàn thân lão lạnh lẽo, lão biết lão xong rồi. Sau một khắc, đồng tử lão già gầy gò càng lúc càng lớn, lập tức tan rã, cả người lão ngã về phía sau phát ra một tiếng vang nặng nề, sau đó khí tức hoàn toàn biến mất, hoàn toàn tử vong. Đòn tấn công của Tề Mặc Hành bên cạnh cũng xem như ngang sức với một chiêu thủ cốt thần thông trích tinh thủ của Dương Bách Xuyên. Lúc giao chiến, Tề Mặc Hành cũng thấy Dương Bách Xuyên liều mạng với lão già gầy gò, lão cũng muốn nhìn thấy đồng bạn, lão già gầy gò thắng. Thế nhưng trong nháy mắt đã nhìn thấy cổ kiếm của lão già gầy gò gãy từng đoạn, ngay sau đó lập tức nhìn thấy một đạo kiếm khí của Dương Bách Xuyên tiến vào cơ thể đồng bọn, sau đó lão già gầy gò ngã xuống. Sau một khắc thấy lão già gầy gò ngã xuống đất, sau đó mất hết sự sống. Nhưng mà trong mắt Tề Mặc Hành, quỷ dị nhất là lão thấy rõ ràng lão già gầy gò bị kiếm khí của Dương Bách Xuyên đâm vào, nhưng ở trên người lão ta lại không có bất kỳ vết thương nào. Cảnh tượng này đúng là không hợp lẽ thường. Lúc này Tề Mặc Hành nghĩ đến một khả năng, sắc mặt không khỏi thay đổi, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Mà mục đích của Dương Bách Xuyên chính là Tề Mặc Hành, há có thể để cho lão chạy trốn. Cũng chỉ có Dương Bách Xuyên hiểu rõ vì sao trên người lão già gầy gò không có bất kỳ vết thương nào, hoặc là nói chết như thế nào. Đương nhiên là sư phụ Vân Thiên Tà ra tay. Là lão đầu tử dùng sức mạnh thần hồn cường đại trực tiếp tiêu diệt thần hồn của lão già gầy gò, bề ngoài nhìn là kiếm khí, thực chất là thần hồn của lão đầu tử nghiền nát thần hồn của lão già gầy gò, Nguyên Anh cũng không có thoát ra, tạo ra được hiệu quả một kiếm giết chết lão già gầy gò mà Dương Bách Xuyên muốn. Giải quyết lão già gầy xong, Dương Bách Xuyên mới có thể đặt toàn bộ tinh lực lên người Tề Mặc Hành, sao có thể để cho lão chạy trốn. Hơn nữa có lão đầu tử áp trận. Dương Bách Xuyên không sợ lão có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay mình. Đôi chân vừa động đậy, Dương Bách Xuyên lắc mình tiến lên, tay phải nâng lên dùng thần thông thủ cốt, trích tinh thủ, lao nguyệt thủ, thâu thiên thủ, trong nháy mắt đánh về phía sau lưng Tề Mặc Hành. Tề Mặc Hành cảm nhận được khí tức cường đại sau lưng, biết trốn không thoát, vội vàng xoay người toàn lực ứng phó với ba đòn tấn công thần thông thủ cốt của Dương Bách Xuyên, đòn này còn mạnh hơn đòn kia. Dương Bách Xuyên thừa dịp này xuất hiện ở phía sau Tề Mặc Hành, trong lòng hét về phía sư phụ, lão đầu tử, hỗ trợ. Trong lúc nói chuyện, hắn vươn tay ra chụp lấy đầu Tề Mặc Hành. Trong lúc ra tay, Dương Bách Xuyên lập tức cảm thấy cánh tay trái nóng lên, hắn biết là lão đầu tử ra tay, trong lòng bỗng yên tâm hẳn. Giờ phút này, đối với Tề Mặc Hành mà nói, Dương Bách Xuyên ra tay liên tiếp quả thực khiến lão hoa cả mắt. Lão vất vả hóa giải ba đòn tấn công thần thông, không ngờ thằng nhóc gian xảo này lại vươn tay chụp lấy đầu lão. Chụp thì chụp đi, lão cũng không sợ, nhưng một khắc sau Tề Mặc Hành lập tức trợn tròn mắt, trong hai mắt tràn ngập hoảng sợ, lão phát hiện lão không thể di chuyển cơ thể. Quanh thân giống như bị một sức mạnh vô hình nào đó chèn ép. Giờ khắc này thần hồn Tề Mặc Hành đều đang run rẩy, lão cảm nhận được sức mạnh thần hồn Nguyên Anh cảnh giới. Đúng là núi lớn biển sâu, chính là phát ra từ trên người Dương Bách Xuyên. Trơ mắt nhìn tay Dương Bách Xuyên nắm đầu lão. Trong nháy mắt, Tề Mặc Hành như rơi xuống hầm băng, trong đầu chỉ có hai chữ xong rồi. Có thể không xong sao? Dương Bách Xuyên có sư phụ Vân Thiên Tà áp trận, đơn giản thô bạo dùng thần hồn trấn áp hắn, sau đó tay nắm đầu, trực tiếp siêu hồn, sinh tử phụ thuộc vào một lời của Dương Bách Xuyên. Không, Tề Mặc Hành hoảng sợ kêu lên, cảm nhận được thần hồn cường đại của Dương Bách Xuyên thô bạo xâm nhập trong ý thức của lão. Nếu như Dương Bách Xuyên thật sự là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ tầm thường, Tề Mặc Hành sẽ rất vui vẻ cho thần hồn của hắn xâm nhập ý thức của mình, đến lúc đó thần hồn cắn trả là có thể khiến Dương Bách Xuyên biến thành kẻ ngốc, thậm chí là đánh nát thần hồn của hắn. Nhưng mà lúc này thần hồn của Dương Bách Xuyên vô cùng cường đại, vượt xa cấp bậc tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ.
Tề Mặc Hành biết người sắp biến thành kẻ ngốc là chính lão. Dương Bách Xuyên cũng không quan tâm Tề Mặc Hành nghĩ như thế nào, lúc Mặc Hành hoảng sợ kêu to, sức mạnh thần hồn trực tiếp vọt vào biển ý thức của Tề Mặc Hành, bắt đầu siêu hồn. Siêu hồn thật ra là lấy ký ức của người bị siêu hồn, có thể xem hết ký ức cả đời của người bị siêu hồn, không có một chút riêng tư nào. Đương nhiên để thi triển phương pháp siêu hồn, điều kiện tiên quyết là thần hồn của Dương Bách Xuyên mạnh hơn thần hồn của Tề Mặc Hành, nếu không một khi bị cắn trả thì người chịu thiệt lớn là chính hắn. Hơn nữa thần hồn của một mình Dương Bách Xuyên không mạnh bằng Tề Mặc Hành, nhưng lại có lão đầu tử hỗ trợ thì chút băn khoăn này hoàn toàn biến mất, vậy nên hắn siêu hồn Tề Mặc Hành rất thô bạo. Hắn cũng không muốn nghĩ những chuyện khác, cứ như vậy chờ siêu hồn xong, Tề Mặc Hành nhẹ thì biến thành kẻ ngốc, nặng thì thần hồn trọng thương tu vi giảm sút, nếu Dương Bách Xuyên tàn nhẫn hơn một chút thì có thể giết chết Tề Mặc Hành. Dương Bách Xuyên căn bản không có ý định tha cho Tề Mặc Hành, dám bắt đồ đệ hắn. Bắt Ngô Mặc Thu, lão đã bị Dương Bách Xuyên đưa vào danh sách đen. Có thần hồn cường đại của lão đầu tử trợ trận, Dương Bách Xuyên cũng không cần tận lực thi triển bí thuật siêu hồn, lập tức bắt đầu đọc ký ức của Tề Mặc Hành. Một khung cảnh xuất hiện trong đầu Dương Bách Xuyên, hắn thấy được ký ức khi còn bé của Tề Mặc Hành, tiến vào Âm Dương Tông như thế nào, bắt đầu tu luyện ra sao, lần đầu tiên nhìn trộm một vị nữ sư thúc lẳng lơ tắm rửa, lần đầu tiên cưỡng ép nữ đệ tử môn hạ song tu. Từng khung cảnh giống như đang xem một bộ phim hành động HD, hắn bị cảm động lây, mặt Dương Bách Xuyên đỏ lên, hắn rất muốn lướt qua, nhưng thuật siêu hồn là thấy tất cả những ký ức của người bị siêu hồn, sẽ không bỏ sót một chút ký ức nào, cho nên không muốn xem cũng phải nhẫn nhịn xem tiếp. Cũng may dù sao cũng là thủ đoạn tu chân, đọc trí nhớ của người khác cũng nhanh vô cùng. Dù sao Dương Bách Xuyên phát hiện lão già Tề Mặc Hành này không phải là người, đúng là cầm thú có khẩu vị nặng. Sau khi trở thành một trong ba đại cao thủ tọa trấn thành Yêu Quang, dựa vào thân phận, địa vị, tu vi, không ít lần lão đã ức hiếp người vô tội, bán tiểu tu sĩ trở thành yêu nô. Vậy mà Tề Mặc Thành còn được gọi là một trong ba cao thủ nguyên anh hậu kỳ tọa trấn thành Yêu Quang. Vì lợi ích mà không việc nào không dám làm, thậm chí lão tiểu tử mập mạp này lại từng làm tình với yêu thú, lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy, Dương Bách Xuyên suýt thì nôn ra. Nếu không phải còn chưa nhìn thấy hình ảnh ký ức của Ngô Mặc Thu, chắc Dương Bách Xuyên sẽ không nhịn được mà giết chết con rùa rụt cổ này. Nếu còn xem tiếp. Một khắc nào đó, cả người Dương Bách Xuyên chấn động, hắn đã nhìn thấy hình ảnh Tề Mặc Hành đụng phải nhị đồ đệ Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu. Không lâu sau khi xem xong, toàn thân Dương Bách Xuyên bùng nổ sát ý, hắn cũng không thể tiếp tục xem ký ức không liên quan phía sau, thu hồi thần hồn lại. Lập tức đánh cho thần hồn Tề Mặc Hành sơ xác, tiện tay một quyền đánh vỡ đầu lão. Sau một khắc, Dương Bách Xuyên sát khí ngút trời nhìn về phía N Tĩnh An đang giằng co với Tiểu Phượng Hoàng. Trong hình ảnh ký ức của Tề Mặc Hành, Dương Bách Xuyên nhìn thấy lúc trước Tề Mặc Hành bắt được đồ đệ Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu, sau đó đủ các loại tra tấn, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng Dương Bách Xuyên không ngờ vì để lấy lòng người nắm quyền chân chính của thành Yêu Quang. Cũng chính là sư thúc của lão N Tĩnh An, Tề Mặc Hành lại phong ấn Ngô Mặc Thu trong trấn hồn quán, trở thành thiên tài địa bảo rồi dâng cho N Tĩnh An. Sau khi xem đến đây, Dương Bách Xuyên vừa thả lỏng vừa kinh hãi. Thả lỏng là vì Tề Mặc Hành không có luyện hóa Ngô Mặc Thu, kinh hãi là vì sau khi Tề Mặc Hành dâng Ngô Mặc Thu cho Ân Tĩnh An, có khi nào Ân Tĩnh An đã luyện hóa Ngô Mặc Thu không? Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng bất ổn. Đương nhiên hắn hy vọng Ân Tĩnh An không luyện hóa Ngô Mặc Thu, nhưng mà cũng không chắc, sợ rằng sau khi Ân Tĩnh An nhìn thấy thân thể quỷ tu tinh thuần của Ngô Mặc Thu, nhịn không được mà lập tức luyện hóa Ngô Mặc Thu ngay tại chỗ. Ánh mắt đỏ hoe giết Tề Mặc Hành xong, Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng đang giằng co với ba lão bất tử Ân Tĩnh An. Lúc này giữa không trung, ba người Ân Tĩnh An vẫn đang thúc giục thái cực đồ án giằng co với hỏa diễm của Tiểu Phượng Hoàng. Khi Dương Bách Xuyên vừa muốn xông qua, một tiếng kêu đầy đau đớn vang lên. Chíu, là do Tiểu Phượng Hoàng phát ra. Sắc mặt Dương Bách Xuyên lập tức thay đổi, phi thân lên vội vàng vọt về giữa không trung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 59.